Tropical Wonder, kỳ quan miền nhiệt đới. Hello. Nên mơ. Cũng như là dự án mới nhất của tập đoàn Hưng Thịnh sẽ thật thành công rực rỡ. Xin cảm ơn ạ. Yeah, thank you Tổng Tiền. Nói chuyện thân mến, chỉ một tí thôi, mới chỉ là một tí thôi. Những gì mà khách hàng của chúng ta sẽ nhận được khi đến với Quy Nhơn, đến với Maryland Quy Nhơn và đặc biệt Canary Street, một vương quốc không ngủ đúng nghĩa. Còn bây giờ những cảm xúc này hãy giữ để chúng ta cùng đến với những phần chia sẻ chuyên sâu dành cho các anh chị về Canary Street, vương quốc không ngủ của Maryland Quy Nhơn. Hãy dành một tràng tay thật lớn dành cho giám đốc marketing của PropertyX, anh Phạm Hưng. Hey, 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 hey.
Xin chào các bạn. Xin chào các chuyên môn. Các bạn đã nóng lên chưa ạ? Không muốn nghe phía bên này nào, các bạn ơi! Các bạn ơi! Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi chúng ta hãy đến với Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Vâng, xin thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua các bạn đã thấy ngập tràn. Vâng, ngập tràn trên các phương tiện đại chúng KV của Maryland Quy Nhơn kỳ quan miền nhiệt đới. Xin thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 4 tháng 2 vừa rồi, chúng tôi đã chính thức booming toàn bộ kế hoạch truyền thông marketing trên diện rộng đối với dự án Maryland Quy Nhơn. Và ngày hôm nay, Hưng rất vinh hạnh, rất là vui được đứng ở đây để cùng chia sẻ với quý anh chị, anh em kinh doanh về những thông tin thật là thú vị của dự án Maryland Quy Nhơn. Vâng, đầu tiên Hưng sẽ quay trở lại câu chuyện Quy Nhơn, điểm đến mới của châu Á. Chắc hẳn ở đây nhiều anh chị kinh doanh cũng đã rất rất hiểu về thị trường Quy Nhơn, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay Hưng muốn nhìn lại tổng thể một chút xíu về tổng quan của thành phố Quy Nhơn. Và ở đây Hưng nhấn mạnh điểm đến mới của châu Á. Quy Nhơn hội tụ đầy đủ các tiềm năng, đúng như vậy. Lợi thế tự nhiên từ khí hậu nhiệt đới có nhiều bãi biển đẹp này, đến tỉnh Bình Định có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên địa lý đa dạng với núi, đồi, đầm phá, bán đảo, vân vân. Và đặc biệt hơn nữa thì có một cái trầm tích lịch sử tại ở đây mang đậm bản chất văn hóa, rất thuận lợi cho việc phát triển về du lịch văn hóa ở đây. Và được coi là quê hương của món ngọ cổ truyền Việt Nam và di sản độc đáo của tỉnh đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Và cuối cùng nữa đó là khả năng kết nối ngay một hoàn thiện hơn, kết nối với các thành phố lớn. Chi tiết hơn nữa thì Hưng nghĩ là Hưng sẽ đi sâu vào cho quý anh chị và các bạn thấy được rằng là tại thành phố Quy Nhơn có kết nối hoàn chỉnh với đường hàng không, cảng hàng không sân bay Phù Cát. Với thông tin cảng hàng không sân bay Phù Cát sắp sửa sẽ được nâng cấp thành hãng hàng không quốc tế, sân bay quốc tế. Thứ hai nữa đó là hệ thống cảng biển lớn nhất Nam Trung Bộ tại thành phố Quy Nhơn. Và như quý anh chị các bạn đã biết được rằng là cảng thành phố Quy Nhơn là một trong 10 cảng biển, đúng không ạ, lớn nhất của Việt Nam mình, và là đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với hành lang kinh tế Đông Tây. Đặc biệt nữa đó là sự liên kết của hàng hóa từ nước Đông Lào và Nam Campuchia. Khi mà muốn xuất khẩu sang nước ngoài thì chúng ta, các nước bạn phải đi tới cảng Quy Nhơn để phát triển, để mà đi ra nước ngoài. Tiếp theo nữa là tuyến đường sắt Bắc Nam dài 148 km và sắp tới sẽ được nâng cấp thành chuyến tàu cao tốc. Và đặc biệt hơn nữa là rất nhiều tuyến đường quốc lộ trong thời gian tới. Thì ở đây thì Hưng muốn chia sẻ một cái góc nhìn như vậy. Nếu mà nhắc tới du lịch, quý anh chị và các bạn sẽ nghĩ tới đảo Phú Quốc, đúng không ạ? Đảo Phú Quốc chỉ có gì? Chỉ có là đi máy bay và đi phà thôi, đúng không ạ? Và hiện nay tại Quy Nhơn, chúng ta một cái eo biển rất đẹp như vậy. Và chúng ta lại có đủ 4 đường kết nối là không thủy bộ hành, đúng không? Vậy do vậy thì cái câu chuyện về tiềm năng và dư địa phát triển về du lịch vẫn còn rất nhiều đang đằng trước. Và đang chờ chúng ta, chờ những kỳ quan thức giấc ở đây và làm sáng lên cho thành phố Quy Nhơn cũng như là tỉnh Bình Định. Để mà xác định về một cái sự phát triển của một thành phố du lịch, người ta nhìn vào một quá trình, đúng không ạ? Thì các anh chị nhìn vào từ 2016 đến 2019, tăng gần 11% lượng du khách đến với Bình Định. Tăng gần 11%. Và đây Hưng xin nhấn mạnh một số tỉnh như là dân số của Gia Lai 1,5 triệu người, thành dân số của thành phố Pleiku khoảng 5.000 người, dân số của Đắk Lắk khoảng 2 triệu người và dân số của Buôn Ma Thuột khoảng 4.000 người. Thì đây chính là những địa phương mà khi hỏi người ta, nếu cuối tuần này anh chị và các bạn muốn chọn một nơi du lịch biển thì đi đâu? Người ta sẽ chọn là thành phố Quy Nhơn. Vì sao ạ? Chỉ cần đổ một con đèo thôi là xuống. Do vậy đây chính là một trong những câu chuyện và Hưng chia sẻ là quý anh chị và các bạn thì trong Tết vừa qua đúng không ạ, thì lượng khách du khách đến du lịch tại thành phố Quy Nhơn tăng hơn 55% so với năm 2019, tăng gần 55% so với 2019. Chúng ta thấy được rằng là gì, tín hiệu về du lịch đang quay trở lại một cách mạnh mẽ khi ở câu chuyện bình thường hóa ở câu chuyện hậu dịch Covid, đúng không ạ? Vậy thì Hưng muốn đi tiếp
những con số ấn tượng của thành phố Quy Nhơn. Quy Nhơn là gì? Là một trong năm tỉnh thành phố hạt nhân thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Và là năm 2019, thành phố Quy Nhơn đón khoảng là 4,8 triệu lượt khách. Và mục tiêu đến năm 2025 là Quy Nhơn đón khoảng 7,2 triệu lượt khách. À, 7,2 triệu lượt khách. Và ở đây Hưng chia sẻ là hiện nay nói tới Phú Quốc đúng không ạ? Nói tới Phú Quốc thì so với lượng du khách đến thành phố Quy Nhơn năm 2019 và xét tới Phú Quốc thì Quy Nhơn chiếm gần đâu đó khoảng 50%. À mà các bạn thấy đúng không? Hiện nay Phú Quốc được đầu tư rất nhiều về cái câu chuyện về phát triển về du lịch cũng như là về cái câu chuyện về sân bay quốc tế đúng không? Vân vân rất nhiều. Nhưng mà Quy Nhơn của chúng ta vẫn còn một cái thư địa thặng dư rất lớn và chưa gì đã là gần 50%. Vậy thì khi kỳ quan thức giấc, Hưng nhấn mạnh lại, khi kỳ quan thức giấc, vậy thì có phải Quy Nhơn chúng ta có một cái tiềm lực, một cái sức bật cực kỳ khủng, có thể vượt qua những cái gọi là những cái thị trường du lịch mà hiện có đến thời giờ đúng không ạ? Vậy thì chúng ta mới nói được rằng là ở đây thì gì? Quy Nhơn chính là thủ phủ mới của du lịch. Hưng xin nhắc lại, Quy Nhơn thủ phủ mới của du lịch. Và để là minh chứng cho chuyện này thì Hưng mới đưa ra một số cái đã được trên truyền thông và báo chí quốc tế công nhận. Ở đây chúng ta có là du lịch sạch, thành phố du lịch sạch ASEAN năm 2020 tại đến trên diễn đàn du lịch Đông Nam Á ATF 2020 và top 20 điểm du lịch tốt nhất của Host World, hay là top 10 điểm đến ấm áp và gần ráng. Quy Nhơn là một trong năm bãi biển đẹp nhất, hay là top 3 điểm đến mới lạ theo tại Đông Nam Á theo tạp chí của Rongai, hay là top 7 nơi du lịch an toàn, thành phố du lịch sạch nhất Đông Nam Á, hay là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, đúng không ạ? Tất cả những cái được đánh giá bởi những báo chí phương tiện truyền thông quốc tế này, nó khẳng định cho một cái câu chuyện rằng Quy Nhơn sức bật và sẽ trở thành trong tương lai gần là thủ phủ mới của du lịch tại Việt Nam. Và ở đây Hưng xin nhấn mạnh là gì? Top 10 điểm đến ấm áp để nghỉ dưỡng trong mùa đông do báo Anh bình chọn, The Guardian bình chọn. Các bạn suy nghĩ nha, vì sao chúng tôi gọi Maryland Quy Nhơn là kỳ quan miền nhiệt đới? Vì chúng tôi biết được rằng đối với người nước ngoài, người ta cảm nhận cái không khí lạnh, cho nên người ta rất trân trọng và quý giá đối với cái không khí của miền nhiệt đới, cái nắng, cái ấm, cái gió. Đó chính là một cái kỳ quan mà ở đây các bạn như lúc chưa cảm nhận được, nhưng với những người tại xứ ôn đới, những người ở những nước phương xa như Nga, như Anh, như Úc, họ thấy đây là một cái gì đó rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và top 10 điểm đến ấm áp để mà nghỉ dưỡng do một tờ báo Anh bình chọn, do một cái tạp chí uy tín Anh bình chọn, nó phần nào khẳng định được rằng Quy Nhơn chính là một kỳ quan đang chuẩn bị thức giấc. Vâng. Và để cho các bạn có một số summarize lại, tổng hợp lại một số cái thông tin, tôi xin mời quý vị và các bạn hãy xem một đoạn infographic về du lịch tại Quy Nhơn. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Là vùng đất giàu trầm tích văn hóa lịch sử, được thiên nhiên ban tặng cảnh quan tươi đẹp, bờ biển dài nguyên sơ cùng ẩm thực phong phú và người dân hiền hòa, Bình Định mang trong mình rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch ra thế giới. Những tiềm năng sẵn có, cộng hưởng cùng chiến lược đột phá, nỗ lực quyết liệt của địa phương và các nhà đầu tư lớn, thiên đường du lịch Bình Định đã thực sự tỉnh giấc, sẵn sàng trở thành điểm đến mới của châu Á. Thực tế cho thấy, du lịch Bình Định đã liên tiếp đạt được những dấu mốc ấn tượng. Giai đoạn 2016-2019 chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ với tốc độ tăng trưởng bình quân là 55,07% một năm. Tổng doanh thu du lịch năm 2019 gấp 4 lần năm 2016, đạt mức 6.000 tỷ đồng. Trước ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, du lịch Bình Định, đặc biệt là thành phố Quy Nhơn, vẫn có dấu son. Năm 2020, thành phố biển Quy Nhơn lọt top 20 điểm du lịch tốt nhất do Hostel World Mỹ Hích bình chọn, đồng thời được vinh danh là thành phố du lịch sạch nhất Đông Nam Á, diễn đàn du lịch Đông Nam Á 2020. Top 7 nơi an toàn đáng được đến sau đại dịch, theo bầu chọn của tạp chí CNBC. Mục tiêu đến năm 2025, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
đẩy mạnh phát triển bền vững về kinh tế biển, phát triển dịch vụ du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, đón gần 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng. Đón chờ du khách Việt Nam và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm Quy Nhơn Bình Định là những địa danh đức tiếng và những điểm đến mới đầy sức hút. Nơi này được thiên nhiên hào phóng ưu ái cho những ngọn núi cao khung phỉ, bãi biển tràn ngập nắng, mặt nước trong xanh, cùng những điểm đến trải nghiệm văn hóa lịch sử đặc sắc khiến bao du khách vấn vương. Chính bước thăng hạng của du lịch Quy Nhơn Bình Định đã làm gia tăng cần khác về một hạ tầng du lịch đồng bộ, đặc biệt là các cơ sở lưu trú đẳng cấp quốc tế, được quản lý và vận hành bởi các thương hiệu toàn cầu, cùng năng lực đón đầu nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và mua sắm của du khách trong và ngoài nước. Toàn tỉnh Bình Định hiện có 353 khách sạn, trong đó chỉ có duy nhất một khách sạn đạt chuẩn 5 sao, 9 khách sạn 4 sao. Theo giới chuyên gia, Bình Định còn có công trình biểu tượng, thậm chí điểm đến biểu tượng nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn tầm thế giới. Cùng với đó là bổ sung lượng lớn nguồn cung cơ sở khách sạn resort tiêu chuẩn 4 năm sao để đáp ứng mọi nhu cầu của du khách trong thời gian tới, sẵn sàng đón làn sóng du lịch nội địa lẫn quốc tế tại Quy Nhơn bùng nổ mạnh mẽ. Quyết liệt hành động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định triển khai hàng loạt chính sách thu hút đầu tư vào các dự án du lịch, đặc biệt là các nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín để tạo đột phá trong việc xây dựng các khu du lịch trọng điểm theo quy hoạch. Thành quả đã rõ, từ đầu năm 2021 đến nay, Bình Định thu hút 93 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 104.340 tỷ đồng, gồm 10 dự án thương mại, dịch vụ, du lịch với tổng vốn đăng ký 2.902,6 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng thời xác định du lịch biển đảo sẽ trở thành thương hiệu của du lịch tỉnh Bình Định. Nhiều sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch sinh thái, khám phá biển đã hình thành. Các sản phẩm thể thao, vui chơi giải trí biển với mùa sắm ẩm thực phát triển mạnh mẽ. Lượng khách tham quan, khám phá du lịch biển đảo ngày càng tăng. Trong hành trình vươn tầm quốc tế của du lịch Bình Định, Hải Giang thuộc bán đảo Phương Mai được ví như trái tim của hành trình, là bán đảo duy nhất tại Việt Nam có đường bờ biển hướng mình về phía nam. Biển Hải Giang quanh năm hiền hòa, sóng êm dịu, du khách có thể đắm mình trong những trải nghiệm biển phong phú quanh năm. Nơi đây còn sở hữu cảnh quan nguyên sơ, địa thế núi tung lũng nối liền biển xanh, bờ biển cong lưỡi liềm quyến rũ. Giữa miền cảnh quan và địa thế độc nhất vô nhị đó, Hải Giang đã hình thành một thành phố bán đảo du lịch thương mại đẳng cấp quốc tế với quy mô hơn 1.000 hectare do tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư phát triển, hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng du lịch của miền đất võ và đưa du lịch Bình Định trở thành điểm đến mới của châu Á. Hãy cùng chờ đón Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Vâng, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới, và để làm được câu chuyện đưa Bình Định nói chung và thành phố Quy Nhơn nói riêng thì sẽ có 3 trụ cột tăng trưởng chủ đạo. Thứ nhất đó là phát triển công nghiệp chuỗi công viên phần mềm, thu hút các doanh nghiệp startup đầu tư công nghiệp công nghệ cao tại đây. Ở đây là chiến lược của Hưng Thịnh đã được triển khai. Và thứ hai nữa là du lịch tiến hành đồng bộ từ quy hoạch địa điểm, quy hoạch đầu tư cũng như là tích cực quảng bá du lịch trong và ngoài nước, đưa thành phố du lịch sạch ASEAN, Quy Nhơn điểm đến du lịch. Và cái thứ ba nữa đó là gì? Dịch vụ cảng biển logistics bao gồm cảng biển và cảng hàng không. Vâng, đây chính là ba trụ cột chính của kinh tế Bình Định trong thời kỳ tới. Vậy thì sứ mệnh của chúng ta là gì? Ở đây các bạn, 2.000 chiến binh Proteus ở đây chính là những gương mặt thương hiệu của tập đoàn chúng ta. Với tầm nhìn lớn đã và đang có những bước xúc tiến giúp cho chúng ta ngày càng quy mô hoàn toàn diện hơn tại thành phố Quy Nhơn, sẽ khẳng định bước dừng mình của tập đoàn chúng ta tại Việt Nam và Đông Nam Á, góp sức cất cánh vùng đất địa linh nhân kiệt, mang trong mình một miền nhiều trầm tích lịch sử văn hóa hào hùng đưa ra thế giới. Và đặc biệt hơn nữa đó là phát triển thành phố bán đảo du lịch thông minh đầu tiên tại Việt Nam, trở thành điểm đến ấn tượng và ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng như là quốc tế. Vâng, chiến lược 3S như Hưng đó chia sẻ đó là gì?
Smart City, Smart Industry và Smart Grid. Ở đây thì Hưng muốn xin chia sẻ sâu hơn ở câu chuyện này. Đó là gì? Các anh chị nhìn kỹ ở ba cái loại GS này. Anh chị nhìn kỹ ba loại GS này. Và đặc biệt hơn nữa là Smart Industry ở khu công nghệ kỹ thuật cao. Chút xíu sâu hơn nữa vào dự án, Hưng sẽ nhắc lại câu chuyện này. Nó là một trong những trụ kiện vững chắc cho câu chuyện phát triển thành công của bán đảo du lịch quốc tế Maryland Quy Nhơn và Smart Tourist tổ hợp du lịch giải trí quốc tế thông minh. Vâng, và để làm được chuyện đó thì tập đoàn Hưng Thịnh đã có những cái bước tiến để đưa thành phố Quy Nhơn trở thành một nơi ghi dấu ấn của sức khỏe, của thể thao, của cái đẹp. Vâng, Vietravel Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược kết nối điểm đến thúc đẩy du lịch Quy Nhơn, hay tập đoàn Hưng Thịnh và FPT cùng đồng hành xây dựng áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào việc vận hành các khu đô thị thông minh, hoặc là cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn và đơn vị tư vấn BCG là một trong Big Four đơn vị tư vấn chiến lược quốc tế để đưa ra chiến lược phát triển Quy Nhơn đến tầm nhìn 2030, hướng đến mục tiêu là thành phố biển trở thành điểm đến hàng đầu của châu Á. Và đặc biệt hơn nữa là Hưng Thịnh Land cùng với Top Land, hai công ty thành viên của tập đoàn Hưng Thịnh đã tài trợ cho câu lạc bộ Bình Định với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng trong vòng 3 năm. Đây là những minh chứng, những nỗ lực đã và đang của chúng tôi. Chúng tôi, người thật việc thật, đã và đang triển khai tại Bình Định với những cái đầu tư một cách rất bài bản và đi từng bước rất là vững chắc. Vâng, vậy thì Maryland Quy Nhơn không đơn thuần là một chỗ ở, một quận phồn vinh mới cho một trải nghiệm độc bản. Hưng muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Trước khi vào chia sẻ thực tế chi tiết hơn về dự án, Hưng nhấn mạnh ở đây không phải là một cái bất động sản. Hôm nay Hưng xin giới thiệu với quý chị và các bạn không phải là một bất động sản bán bình thường, mà nó là một quận phồn vinh mới của thành phố Quy Nhơn, mang một trải nghiệm độc bản không nơi nào có được. Và thứ hai, Maryland Quy Nhơn là sự giao thoa của một cái sự chuẩn mực quốc tế trên một văn hóa bản địa cẩm thụ, một cái trầm tích văn hóa bản địa. Và thứ ba nữa là mở ra một kỳ quan thiên nhiên miền nhiệt đới ngay chính cửa nhà bạn. Vâng, tất cả có tại Maryland Quy Nhơn. Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Và để quý vị và các bạn có một cái cảm thụ sâu hơn, xin mời quý vị hãy cùng xem một đoạn clip ngắn. Thank you.
Và để đi vào chi tiết thì đối với phần giới thiệu chi tiết Maryland Quy Nhơn, Hân xin nhấn mạnh 3 vấn đề ngày hôm nay. Thứ nhất, Hân xin chia sẻ đến quý anh chị và các bạn bán đảo thương mại du lịch quốc tế độc đáo và duy nhất tại Việt Nam. Các anh chị nhớ kỹ nha, bán đảo thương mại du lịch quốc tế độc đáo và duy nhất tại Việt Nam. Vâng, đối với dự án của chúng ta thì ở đây nhiều anh chị và các bạn cũng đã đến với dự án của chúng ta rồi. Phía đông dự án là giáp tại núi Phương Mai và khu dân cư Nhân Hải, làng chài Nhân Hải. Phía tây giáp với núi Phương Mai và phường Hải Cảng. Phía nam là giáp với vịnh Quy Nhơn và phía bắc là giáp với vịnh Mai Hương. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây cái điểm đặc trưng của chúng ta đó là địa thế bán đảo. Địa thế bán đảo là sao? Đó là một, Hưng xin chia sẻ một thông tin như vậy. Tại Việt Nam của chúng ta chỉ có hai bán đảo. Tại Việt Nam chúng ta chỉ có hai bán đảo. Thứ nhất đó là bán đảo Sơn Trà. Và thứ hai là bán đảo Phương Mai. Bán đảo Sơn Trà là không được đụng vào rồi. Ở đó thì không có một bất cứ một cái dự án nào phát triển về thương mại dịch vụ ở đó. Riêng bán đảo Phương Mai, ở đó có dự án của chúng ta Maryland Quy Nhơn được phát triển, được lựa chọn để mà phát triển thành một quần thể kiến trúc du lịch giải trí nghỉ dưỡng Maryland Quy Nhơn. Đó là điều thứ nhất, đó là tính độc đáo duy nhất chỉ có tại bán đảo Phương Mai Maryland Quy Nhơn. Thứ hai, ở đây Hưng muốn chia sẻ quý chị và các bạn đó là nhịp đập cao độ. Anh chị nhìn ở đây ha. Hưng để nói về cái mặt bằng cao độ thì Hưng show lên một cái bản đồ tầm nhiệt về chiều cao. Ở giá của chúng ta có đồi núi ha, chúng ta có núi, chúng ta có đồi, chúng ta có thung lũng, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có một cái mặt biển cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Một mặt biển cực kỳ đẹp. Mà ở trong kiến trúc, cái điều cao nhất, cái cảm thụ sâu nhất đó chính là ngôn ngữ của địa hình. Ở trong kiến trúc, cái tầm cao nhất đó là ngôn ngữ của địa hình, đó là nhịp đập của cuộc sống. Quý chị và các bạn có để ý ha, ở đây thì cái thông tin này Hưng được cảm thụ từ một anh kiến trúc sư trưởng, anh chia sẻ. Ở một số dự án cũng là một quần thể thương mại dịch vụ, thông thường họ sẽ chọn một cái mặt đồng bằng phẳng, một đồng bằng bằng phẳng. Để làm gì? Họ phân khu ra. Ở trên đó họ làm rất nhiều khu để cho họ có một cái diện tích, gọi một cái sàn thương mại nó lớn nhất và nó kín nhất có thể, đúng không ạ? Nhưng mà ít ai người ta chọn được một cái vị trí mà có đa dạng địa hình như vậy. Như vậy thì khi mà ở trên một cái mặt bằng như vậy thì cái chuyện là về những cái cảm thụ kiến trúc nó chỉ xoay quanh là ở các cái phong cách kiến trúc đơn thuần, nó không đưa được một cái câu chuyện lifestyle vào đó. Nhưng mà đối với những cái vị trí dự án mà có đa địa hình thì ở đây chúng ta có gì? Chúng ta có núi, chúng ta có những cái kiến trúc private chỉ dành riêng cho số ít. Chúng ta có một cánh đồng bằng và ở đây có là một cái thung lũng và một cái thung lũng thương mại dành cho số đông sầm uất, náo nhiệt. Chúng ta có một cái mặt biển có thể tổ chức được rất nhiều các cái trò vui chơi giải trí trên mặt biển. Đúng không ạ? Ở đây thì rất rất nhiều cái loại hình địa hình ở đây. Để mà lựa chọn phát triển đây thì đối với chúng tôi là đơn vị phát triển dự án, chúng tôi phải suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ ở trong câu chuyện là đặt ở đâu, ở đó câu chuyện gì và cảm thụ của cái người ở đó là như thế nào. Ở phân khu tổng thể này các bạn nhìn thấy ha, khu tỉnh có, đó là những cái đỉnh núi, đỉnh sườn đồi. Khu động có, đó là những cái khu beach house, những cái khu tổ hợp vui chơi giải trí, đúng không ạ? Nó hòa quyện với nhau, nó tạo thành một cái kiến trúc giao thoa, nó mang lại một cái tính đặc trưng riêng chỉ có tại Maryland Quy Nhơn, đúng không ạ? Và điều đặc biệt hơn nữa là tính kết nối. Ở đây thì đối với đường thủy chúng ta chỉ mất có 7 phút di chuyển từ trung tâm thành phố Quy Nhơn đến với dự án của chúng ta theo tuyến đường thủy tại Mũi Tấn. Ở đó chúng ta có một bến cảng du thuyền và hiện nay cano du thuyền chúng ta đang đậu ở đó. Chúng ta di chuyển qua dự án chúng ta chỉ mất có 7 phút di chuyển thôi, cực kỳ gần. Và nếu mà từ sân bay về dự án chúng ta mất đâu đó cỡ khoảng 35 phút di chuyển. Vâng, cô chị. Và tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta cũng đã có hoạch về bãi đáp trực thăng cũng như là hệ thống đường bộ di chuyển, vân vân. Quay trở lại về tính bán đảo, địa thế độc đáo và duy nhất ở đây, đó là eo vịnh gió và bãi biển hướng nam đón ánh nắng rạng ngời và những con sóng yên nhẹ. Hưng nhấn mạnh cái chỗ này. Ở đây thì nếu ai là người Quy Nhơn thì các bạn đó sẽ hiểu rõ. Cái địa thế của cái dự án chúng ta nằm, cái mặt biển nằm ở hướng nam, đó là một điều cực kỳ hiếm.
cực kỳ hiếm ở trong thiên nhiên. Các bạn lưu ý nha, cái mặt biển nằm ở hướng nam cực kỳ hiếm trong thiên nhiên, và nó mang lại lợi ích gì? Mặt biển mà nằm ở hướng nam thì thứ nhất là đón ánh nắng trọn vẹn, và đặc biệt là đối với những nhóm khách du lịch mà thích cái sự tắm nắng cũng như là trải nghiệm cái nắng ấm, thì đây chính là một cái kiệt tác của thiên nhiên, một cái kỳ quan của thiên nhiên mà họ muốn cảm thụ được, đúng không ạ? Cái điều thứ hai, nếu các bạn ở Quy Nhơn, các bạn sẽ biết được rằng là nếu ở tại Quy Nhơn biển động thì riêng tại dự án của chúng ta, mặt biển của dự án chúng ta ngay chỗ cung đường bán đảo Phương Mai, thì ở đây mặt biển vẫn cực kỳ hiền hòa và êm ái. Do cái địa hình của nó tạo thành một cái vòng cung, nó bảo vệ cho cái mặt biển ở đây nó luôn luôn là sóng yên biển lặng, mặc dù ở ngoài rất là bão bùng. Đó là một cái điều cực kỳ hiếm mà không phải nơi nào có được. Chính vì vậy ở đây chính là một cái kiệt tác kỳ quan của thiên nhiên mà không phải ai cũng có được. Cái này chỉ có một cái sự trầm tích hàng ngàn năm, nó tạo thành một cái quần thể kiến trúc, nó quần thể về địa hình như vậy. Vâng ạ. Và ở đây thì Hưng muốn chia sẻ là gì? Thung lũng giữa núi biển mang lại một cái trải nghiệm riêng tư và đẳng cấp chưa từng có. Ngày xưa chúng ta thường tư vấn kinh doanh là như thế nào? Anh chị mua em cái biệt thự của em là lưng tựa núi mặt hướng biển. Nhưng mà đối với dự án này chúng ta tư vấn như thế nào ạ? Anh già, dự án của chúng em là hai vai tựa núi và hai mặt hướng biển. Nghe hoành tráng à? Và vâng, hai vai tựa núi, hai mặt hướng biển tạo nên sự hiếm có, độc đáo và duy nhất. Sự hiếm có, độc đáo và duy nhất đã nhờ. Ngày xưa chúng ta nghĩ cái đồng hồ, một cái đồng hồ thì nó chỉ là đơn thuần chỉ xem giờ. Nhưng mà ngày nay cái đồng hồ nó khẳng hình được cá tính và đẳng cấp, đúng không ạ? Ngày xưa cái điện thoại chỉ để nghe gọi, nhưng mà ngày nay nó là một món đồ thời trang, bất động sản, hàng sang, dần dần nó cũng như vậy. Nó càng khẳng định được cái vị thế của chủ nhân sở hữu. Do vậy những cái sản phẩm mà mang tính độc đáo và duy nhất, nó càng kêu gọi cho những cái nhóm khách hàng hạng sang của chúng ta mong muốn được sở hữu, mong muốn được chiếm hữu nó để làm của riêng, để gắn cho mình một cái ok, ở đây tôi có một cái sản phẩm độc đáo và duy nhất, chỉ có ở đây mới có được thôi. Nó nâng lên một cái level khác hoàn toàn với những cái đầu tư bình thường. Ở đó là tôi muốn chia sẻ một cái cảm xúc để quý vị và các bạn cảm nhận được ở câu chuyện này. Điều thứ hai tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Đó là bán đảo Phồn Vinh hội tụ tinh hoa thế giới, đúng không ạ? Nãy giờ quý anh chị và các bạn cũng đã xem đoạn clip rồi, các anh chị thấy được rằng là để phát triển bán đảo của chúng ta có hội tụ rất nhiều thương hiệu quốc tế. Ở đây Hưng xin giới thiệu Jed Norman. Jed Norman là được mệnh danh là cá mập trắng. Ông là một trong những gấp thủ nổi tiếng hàng đầu thế giới, và sau đó ông phát triển thành một cái hệ thống chuyên design build và cái hệ thống xuân góp. Và ông cũng chính là kiến trúc sư, người chấp bút cũng như là người triển khai cái dự án sân góp tại Maryland Quy Nhơn. Thứ hai là WATG. Đây là một cái thương hiệu thiết kế mà chỉ dành riêng cho các cái dự án của Marriott. Ở đâu có Marriott, họ sẽ có một số nhà thầu chỉ định là anh phải làm với đơn vị này để đảm bảo được các cái chất lượng của cái sản phẩm của chúng tôi. Đó. Và WATG cũng là một trong những đơn vị góp phần kiến tạo nên sự thành công cái kiệt tác kỳ quan tại Maryland Quy Nhơn. Thứ ba là Spielman & Partner. Đây là vị kiến trúc sư đã chấp bút quy hoạch toàn bộ bán đảo Hà Giang, và đơn vị Spielman này là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về quy hoạch kiến trúc, và sắp tới trong sự kiện ra mắt vào ngày 8 tháng 3 chúng ta sẽ cùng gặp Spielman qua một cái hình thức nào đó, Hưng xin được giữ bí mật, nhưng mà chắc chắn sẽ tiết lộ cho quý anh chị và các bạn những cái thông tin mà cực kỳ thú vị khi ông là người lội suối tới cái vùng đất này để mà đi tìm những cái điều hay từ cái vùng đất này, và ông phát họa lên một cái quy hoạch tổng thể ấn tượng của Maryland Quy Nhơn. Và thứ ba nữa Hưng cũng nhấn mạnh ở đây là Laser Vision. Đây là đơn vị thiết kế cho quần thể nhạc nước của chúng ta. Laser Vision là một đơn vị thiết kế laser nhạc nước đến từ châu Âu. Nếu quý anh chị và các bạn biết được cái show nhạc nước tại Sentosa và cái mapping 3D tại nhà hát đánh buồm của Úc, thì đây chính là đơn vị triển khai, đơn vị tư vấn và triển khai
các hạng mục đó. Ngoài ra còn rất nhiều, ví dụ như TA Landscaper, đơn vị TA này hôm cùng xin chia sẻ, nếu anh chị nào biết được mà cầu cổng vàng tại Đà Nẵng thì đây chính là đơn vị thiết kế cho cái biểu tượng đó, cái iconic đó. Hưng nói ở đây là gì? Tập hợp quy tụ những cái đối tác hàng đầu về kiến trúc ở tại dự án Maryland Quy Nhơn. Và chi tiết hơn nữa thì đến từng phân khu chúng ta sẽ có cái sự đào sâu hơn về từng đối tác và cái cảm xúc của họ khi làm việc, cũng như là cái ý tưởng phát thảo, cũng như là ý tưởng đột phá của họ tại Maryland Quy Nhơn. Tiếp theo, Hưng muốn nhấn mạnh về đơn vị vận hành. Chúng ta thiết kế xong rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta xây dựng nên và chúng ta vận hành nó. Và đây là một trong những cái yếu tố kiên quyết khi chúng ta tư vấn cho khách hàng. Vâng, đối tác Marriott, như Hưng và các chị và các bạn đã nghe trên thông tin thị trường rồi, Marriott sẽ hợp tác với chúng ta và trong thời gian gần đây thôi sẽ có những cái chuỗi ký kết cũng như là động thổ triển khai các cái dự án Marriott tại dự án, và chúng tôi đang lên một kế hoạch thật là chỉnh chu bài bản nhất để đưa ra truyền thông đến quý vị và các bạn, để có những cái tài liệu cũng như là có những cái niềm tin đến cho khách hàng, giúp cho quý vị và các bạn hỗ trợ tốt hơn trong việc tư vấn và giao dịch sản phẩm. Thứ hai là Sheraton, thứ ba là New World Hotel, thứ tư là Samsung Everland. Samsung Everland là một trong những thương hiệu khu vui chơi giải trí hàng đầu của Hàn Quốc. Nếu quý vị và các bạn tới Hàn Quốc đi khu vui chơi giải trí phải đi Everland. Và Samsung Everland chính là đơn vị tư vấn thiết kế cũng như vận hành cho khu Everland tại Hàn Quốc. Và họ cũng chính là một đối tác chiến lược của chúng ta tại quần thể khu vui chơi Theme Park và Water Park tại dự án Maryland Quy Nhơn và Wyndham Garden và And More. Thân dụng từ And More ở đây là gì? Chúng ta còn rất nhiều phân khu và các cái đối tác này sẽ từ từ mở dần ra và quy tụ hàng loạt cái tên tuổi trên thế giới, quy tụ về đây để cùng kiến tạo một kỳ quan thiên nhiên miền nhiệt đới. Tiếp theo là đối tác phát triển chiến lược đồng hành với chúng ta. Để mà chúng ta xây dựng thiết kế kiến trúc xong rồi, chúng ta có một đơn vị vận hành rồi, thì chúng tôi suy nghĩ ngay đến câu chuyện là phải hợp tác với một đơn vị lữ hành. Để làm gì? Đơn vị lữ hành đó phải có số má, mình dùng từ hơi đứa chơi xíu, phải có số má trên thị trường. Thì thật ra ở thị trường Việt Nam mình chỉ có hai đơn vị lữ hành hàng đầu đối với khách inbound và outbound, inbound, đó là Viettravel và Sài Gòn Tourist, đúng không ạ? Thì Hưng Thịnh đồng hành cùng với Viettravel. Hưng xin bỏ nhỏ một cái thông tin là chúng ta có một cái ký kết hợp tác đi vào chiều sâu đối với đơn vị này, để mà đưa khách hàng tới đây, tạo một những cái tour du lịch, để tạo cho Maryland trở thành một cái điểm đến, tạo profit cho dự án của chúng ta. Và các bạn cũng đã biết được rằng là Viettravel hiện nay họ cũng đang sở hữu một hãng bay là Viettravel Airlines, đúng không ạ? Và đó chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới, đó là gì? Những đơn vị lữ hành có tiềm lực, cũng là những đơn vị mà có quy mô trên thị trường, cũng như là có những cái logistics để có thể là kết hợp thành những cái combo package sau này khi vào vận hành, để hỗ trợ cùng nhau tạo thành những cái chuỗi cung ứng ra những cái sản phẩm để đưa Maryland Quy Nhơn trở thành một cái điểm đến. Thứ hai, chúng ta làm không thể nào đơn thuần là một dự án Maryland Quy Nhơn, mà chúng ta phải nhìn ở một cái quy mô tầm vóc ở một diện rộng, đúng không ạ? Đó là thành phố Quy Nhơn, đó là tỉnh Bình Định. Làm sao để Quy Nhơn Bình Định trở thành một điểm đến, và khi đến Quy Nhơn Bình Định người ta phải đến với Maryland Quy Nhơn thì người ta mới gọi là đã đến với Quy Nhơn, cũng như là khi đến với Đà Nẵng, Hội An thì người ta phải đến Hội An thì người ta mới nói là đã đến được với Đà Nẵng. Như vậy thì chúng ta xác định được rằng là đi đồng hành phải có một đơn vị tư vấn chiến lược về phát triển du lịch theo nghĩa chiều sâu, chiều rộng, đó là đối tác BCG. BCG như đã chia sẻ, đó là một trong những big four về đơn vị tư vấn chiến lược và đã hợp tác với chúng ta ở rất nhiều dự án. Tiếp theo là đơn vị Pegasus. Đơn vị Pegasus này thì đã đồng hành với chúng ta ở một lĩnh vực cũng rất là hay. Xin chia sẻ ở đây thông tin cho chị và các bạn nắm được. Đó là tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ một cùng với thành phố Quy Nhơn tài trợ 100 tỷ để đào tạo nguồn nhân lực phát triển cho ngành du lịch. Và Pegasus sẽ là Pegasus này là một trong những cái trường đào tạo về du lịch hàng đầu của thế giới. Họ sẽ đảm nhận cái vai trò để phát triển cái nguồn cung ứng lao động chất lượng cao
trong lĩnh vực du lịch hospitality tại thành phố Quy Nhơn, đưa cho Quy Nhơn trở thành ngày càng tiến gần hơn. Khi chúng ta đã thu hút được traffic vào rồi thì cái dịch vụ phải được nâng tầm lên, đúng không ạ? Vậy nên chúng ta tiếp đó là chúng ta làm việc với Pegasus. Và cuối cùng là FPT. Vì sao lại có FPT? Ở đây chúng ta có hai hạng mục. Thứ nhất đó là chúng ta hợp tác chiều sâu với FPT để làm việc, đó là thành phố thông minh, Smart City. Và điểm thứ hai nữa, Hưng Chinh chia sẻ ngay từ đầu là chúng ta có một khu kinh tế nhân hội, ở đó chúng ta có một cái quỹ đất khá lớn. Hưng chưa tiện chia sẻ về quy mô nhưng Hưng nhấn mạnh khá lớn. Và ở đó chúng ta có tầm nhìn là gì? Đó là nơi quy tụ các cái startup về đó. Những người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, những chuyên gia cao cấp của giới công nghệ thông tin. Và đồng hành cùng với FPT quy hoạch ở đó trở thành một cái thành phố thông minh. Và những người đó về với khu nhân hội làm việc, vậy thì họ sẽ sinh sống và vui chơi giải trí ở đâu? Các bạn nói to là họ đến nhân hội làm việc, vậy thì họ sẽ vui chơi giải trí và sinh sống ở đâu ạ? Chính xác tại Maryland, Quy Nhơn, đúng không ạ? Vậy thì ở đây các bạn hãy lưu ý nha, chúng ta tư vấn khách hàng ở đây chúng ta không đơn thuần. Chiến lược của Maryland Quy Nhơn là chiến lược kiềng ba chân cực kỳ vững chắc, cực kỳ vững chắc. Nhiều dự án quần thể du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, người ta cứ nhắm vào đó là khách du lịch, du lịch, du lịch. Nhưng mà thật sự ở đây, bản chất chúng ta, những anh em trong nghề, những quý anh chị em trong nghề, chúng ta hiểu được rằng là vậy một năm tỷ lệ lấp đầy khoảng bao nhiêu phần trăm? Đúng không? Ai cũng nói là lấp đầy 60%, nhưng Hưng xin thưa 15-30%. Vậy thì những khác còn lại làm gì? Chúng ta phải có những cái chân kiềng khác vững chắc hơn. Cái thứ nhất, chúng ta có một khu công nghệ cao quy tụ những giới anh tài trong giới công nghệ về đây để sinh sống và làm việc tại khu kinh tế nhân hội. Vậy thì họ sẽ qua Quy Nhơn, Maryland Quy Nhơn để sinh sống và vui chơi giải trí. Nó là chân kiềng thứ nhất. Chân kiềng du lịch thứ hai, Hưng đã chia sẻ với việc travel với BCG Pegasus để tạo thành một cái chân kiềng vững chắc về ngành du lịch. Và chân kiềng thứ ba là gì? Chúng tôi định vị Maryland Quy Nhơn là một quận mới phồn vinh của thành phố Quy Nhơn. Cuối tuần, các anh chị và các bạn tại thành phố Quy Nhơn, alo, cuối tuần này mày đi đâu? Qua Maryland Quy Nhơn uống cà phê không? Qua đó, đúng không? Các cặp đôi mới cưới ra Maryland Quy Nhơn chụp hình. Những cặp bạn trẻ tới Maryland Quy Nhơn để vui chơi giải trí cuối tuần. Trở thành đây là một trong những điểm đến phồn vinh, một điểm vui chơi giải trí của người dân Quy Nhơn nói riêng và người dân tại tỉnh Bình Định nói chung, cũng như là một lượng khách lớn ở tại Pleiku, Đắk Lắk, Gia Lai đổ về tại thành phố Quy Nhơn, thành phố biển Quy Nhơn. Họ đi chơi biển, họ về tắm biển và họ sẽ tới đây vui chơi giải trí, đúng không ạ? Vậy thì ở đây có cái gì để mà người ta phải tới đây vui chơi giải trí? Vâng, chúng tôi có 25 phân khu chức năng độc đáo. Chúng tôi có 25 phân khu chức năng độc đáo. Trong buổi training ngày hôm nay, để tránh loãng thông tin, Hưng sẽ chia sẻ trước một số phân khu. Một số phân khu còn lại Hưng sẽ hé lộ từ từ ở trong những phân kỳ sau, để cho cái gì đó nó cũng e ấp, nó nửa kín nửa hở, nó cũng sẽ hấp dẫn hơn. Và thứ hai là tránh cho câu chuyện các bạn bội thực thông tin. Thì hôm nay Hưng sẽ chia sẻ trước một số phân khu. Thứ nhất, chúng ta có Canal Beaches, trải nghiệm mua sắm vui chơi giải trí bất tận tại đây, đúng không? Ở đây là một trái tim, đây cũng là một cái phân khu chính, phân khu trái tim ngay trung tâm của kênh đào, khu kinh tế đêm với 36 tuyến phố công năng với hơn 50 mẫu kiến trúc ấn tượng, mang lại một cái trải nghiệm mua sắm ẩm thực giải trí bất tận với 4 kênh đào, mỗi kênh đào dài 700 m, và tất cả kênh đào đều thông với nhau, chi tiết phân khu này Hưng sẽ nói ở đoạn sau. Ở đây, tại phân khu Canal District, chúng ta có quần thể nhạc nước Laser xác lập 2 kỷ lục Việt Nam. Thứ nhất là quảng trường nhạc nước có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam. Và thứ hai nữa là quảng trường nhạc nước dài nhất Việt Nam. Nó tạo thành một cái quần thể. Và 2 kỷ lục Guinness này đã được xác lập, 2 kỷ lục Việt Nam này được xác lập. Sắp tới, trong giai đoạn nghiệp kinh doanh của chúng tôi sẽ công bố 2 kỷ lục Guinness này. Chúng tôi đang giữ lại cái món này để dành cho hỗ trợ anh em kinh doanh của chúng ta. Đúng không ạ? Đây là phối cảnh của Canal District vào cuối tuần. Anh chị nhìn thấy không? Rất là sôi động, rất là sôi động. Đây là cái trục quảng trường, trục kênh đào,
Và đặc biệt khu này sẽ có rất nhiều điểm ấn tượng, Hưng sẽ chia sẻ ở phía sau. Tiếp theo, phân khu tiếp theo là phân khu Hollywood, Hollywood Hills. Nhiều bạn nói, ủa tại sao lại đặt tên Hollywood Hills? Ở đây xây kiến trúc kiểu Mỹ, Hollywood hả? Nhưng mà sau khi Hưng ngồi nói chuyện với anh kiến trúc sư trưởng, anh nói là không phải. Ở đây á, chúng tôi quy hoạch ở đây gọi là Hollywood Hills là lý do là chúng tôi muốn những khách hàng sống ở đây phải thực sự như ngôi sao. Họ phải như một ngôi sao ở Hollywood. Một cái cảm xúc khi mua một cái sản phẩm mà mình được chăm sóc từng ly từng tí, như thể mình là một vedette, mình là một superstar. Hollywood Hills, khu biệt thự đồi Hollywood, không gian trải nghiệm đẳng cấp, có tầm nhìn độc đáo, đắc địa, hướng toàn cảnh về thung lũng thiên đường và của biển và đồi. Vâng, một số phối cảnh, quý anh chị, cực kỳ đẹp, cực kỳ feel. Ở đây các bạn mua các sản phẩm ở đây là những superstar hết. Các bạn sẽ được chăm sóc từng ly từng tí với những cái dịch vụ hàng đầu. Đẹp không ạ? Muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, ở đây có anh Ngọc nè. Là cái ngày mà chúng tôi khi hoàn thiện khu nhạc nước, chúng tôi bước ra đó và trước khi đó là chúng tôi nghe bên bộ phận quản lý thiết kế chia sẻ. Và khi tôi bước ra cái khu quảng trường nhạc nước, tôi thật sự là tôi phải rùng mình. Nó quá đẹp, nó quá sặc sỡ, nó quá đa sắc màu. Và Hưng cực kỳ mong muốn truyền cái cảm hứng này đến với quý anh chị và các bạn. Khi anh chị và các bạn đứng ở giữa quảng trường nhạc nước với một quần thể nhạc nước cực kỳ đẹp như vậy, ở hai bên sườn đồi là những khu villa và ở trục giữa là một cái quảng trường sầm uất, và nó làm cho mình một cái cảm giác miên man và làm cho mình, Hưng dùng từ là nổi da gà, thật sự là nổi da gà. Và khi mà thật sự các bạn đứng ở vị trí ở ngay chính giữa quảng trường nhạc nước mà các bạn nổi da gà là chứng tỏ là các bạn đã thấm dự án rồi đó, là các bạn chắc chắn sẽ bán được 100%, đúng không ạ? Khu thứ ba mà Hưng muốn chia sẻ là Cliff Resort. Các bạn nhìn trên cái màu vàng thế này ha, ở cái mũi. Đây là khu private villa và số lượng cực kỳ giới hạn. Nó không phải dành cho superstar nữa, mà nó còn ultra luxury. Nó là một cái level cao cực kỳ, đúng không ạ? Vậy thì các bạn nhìn nha, chúng tôi nãy giờ Hưng dẫn dắt ha. Chúng ta có một cái khu thung lũng đa sắc màu dành cho mọi người. Mọi người dân Quy Nhơn có thể vui chơi giải trí. Chúng tôi có một cái khu villa ở sườn đồi để dành cho những giới có tiền và muốn trở thành những ngôi sao. Và chúng tôi có những cái sản phẩm siêu biệt thự mansion ở sườn đồi chỉ dành cho số ít. Chưa chắc bạn có tiền các bạn đã mua được. Tôi khẳng định ở khu The Clip này, chưa chắc các bạn có tiền các bạn được, tại vì nó cực kỳ ít. Và hiện nay Hưng chia sẻ là có rất nhiều các cái đối tác ngoại, người ta đang muốn mua luôn cả cái phần cái mũi này để mà người ta phát triển thành những cái thương hiệu riêng của họ. Nhưng mà chúng ta đang cân nhắc. Và thực sự ở đây là Hưng nói là các bạn thấy không, chúng ta có đa phân khúc sản phẩm, sôi động có, tĩnh lặng có, đẳng cấp có, và dành cho mọi người có, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta có một cái mặt biển Interactive Resort. Ở cái khu mặt biển này thì chúng ta sẽ hội tụ rất nhiều những cái khách sạn, condo, cũng như trung tâm hội nghị. Hưng xin chia sẻ ở đây thì là chúng ta có một cái khu trung tâm hội nghị convention 3.000 ghế. Dự kiến, hiện nay đã có chi tiết rồi. Và sắp tới thì khi mà triển khai xây dựng thì ở đây chúng tôi tầm nhìn là sẽ tổ chức những cái kỳ thi hoa hậu. Và để mà làm được cái minh chứng cho chuyện đó thì sắp tới đây trong chiến lược phát triển của Hưng Thịnh và trong năm nay thôi, Hưng xin hé lộ nhẹ nhẹ thôi là chúng tôi sẽ đưa một cái cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc của Việt Nam, hàng đầu Việt Nam về với thành phố Quy Nhơn. Chi tiết hơn nữa, commission. Tiếp theo là rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí ở mặt biển. Ở đây sẽ do bên Đơn Thịnh, Hưng Thịnh Retail và Hưng Thịnh Hospitality sẽ cùng quản lý và vận hành các cái khu vui chơi mặt biển này. Ngoài ra chúng ta có một cái bến du thuyền ở cái mũi. Và cái bến du thuyền này là nằm ở cái bến cảng nước sâu.
ở đây có thể là đậu được cái tàu cruise là tàu Đông Dương á. Nhưng mà hiện nay thì để mà đậu được cái tàu này thì phải có làm license về pháp lý. Hiện nay chúng tôi đang có những cái bước tiến để làm việc cái câu chuyện này về xuất nhập cảnh. Tuy nhiên là ở đây quy hoạch là có một cái bến cảng nước sâu có thể đậu được tàu cruise. Và hiện nay thì Hưng cũng bật mí luôn. Vì sao cứ nói tới một cái chỗ nào là Hưng sẽ bật mí một chỗ đó. Đó là gì? Hiện nay tập đoàn Hưng Thịnh đã mua một con tàu gọi là siêu hạm, một con tàu rất lớn, hai thân, gọi là lớn nhất của Đông Nam Á. Và sắp tới trong cái chiến dịch truyền thông của chúng tôi sẽ ra mắt nó tại Maryland Quy Nhơn, và là một trong những cái cây giúp cho các bạn thổi bùng sức sống cũng như niềm tin với Maryland Quy Nhơn. Tiếp theo, phần cô Hưng muốn giới thiệu ngày hôm nay đó là Redmond Golf Course và Golf Villa. Sân golf này nó cũng khá hay, nhiều anh chị và các bạn cũng ở đây cũng có chơi golf đúng không ạ? Thì đối với golf thủ, golfer thì người ta quan trọng như gì? Đó là tính chinh phục. Và hầu như những người chơi golf là những người phải gọi là máu mặt, cỡ như anh Trình này, trở lên, anh Ngọc trở lên mới chơi golf thôi. Cho nên đó là một cái tập khách hàng mà chúng ta nhắm tới, đúng không? Một khách hàng mà cực kỳ tiềm năng. Và Hưng chia sẻ là đối với những golfer, những golf thủ, người ta rất thích chinh phục và nắm bắt được cái vấn đề đó, thì ông Redmond mới chọn cái khu này. Ở đây cái sân golf của chúng ta được thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc là sit, tức có nghĩa là sáu lỗ theo dạng đồng bằng, 6 lỗ theo dạng đồi trũng và 6 lỗ theo dạng hồ nước. Nó tạo thành một cái trải nghiệm độc bản mà không sân golf nào có được. Và theo ông Redmond nhận định được rằng là cái sân golf và ở Maryland Quy Nhơn này là một trong 10 sân golf khó nhất của Đông Nam Á. Ông tuyên bố như vậy. Ông làm cho cái sân golf này là một trong 10 cái sân golf khó nhất của Đông Nam Á. Và sắp tới ở trong tuyến bài truyền thông cũng như là ở những cái thông tin đại chúng về phỏng vấn về Redmond, ông sẽ nói lại điều này để khẳng định với quý vị và các bạn ở đây chúng ta có một sân golf siêu đỉnh, đúng không ạ? Và men theo cái sườn sân golf này thì chúng ta sẽ có những cái golf villa. Và đặc biệt đó là Adventure Park và Water Park, đúng không ạ? Ở đây thì vì sao Hưng nhấn mạnh? Tại vì sao khi người ta tới Quy Nhơn chơi hiện nay người ta sẽ suy nghĩ gì? Người ta thiếu một cái điểm vui chơi giải trí đúng nghĩa, đúng không? Các bạn tới hiện nay một cái vấn đề là gì? Quy Nhơn có thiên nhiên cảnh đẹp, có một cái trầm tích văn hóa, có một cái câu chuyện về lịch sử, có một cái nền ẩm thực đa dạng, đúng không? Chưa đủ. Để Quy Nhơn trở thành một điểm đến, nó phải cần những cái tổ hợp vui chơi giải trí. Đó là những cái water park, những cái theme park. Để làm gì? Ok, các anh chị tới đây vui chơi, có thể những người người ta thích đi tham quan thắng cảnh, có những người người ta thích giải trí mạo hiểm, có những người người ta thích vào những khu vui chơi giải trí này. Hưng chia sẻ, trước đây chúng ta có Vinpearl Hòn Thơm. Nó là một trong những cái khu du lịch vui chơi giải trí đầu tiên của Việt Nam và cũng là cái sản phẩm đầu tiên của Vingroup tại Việt Nam. Và ở đó, chính cái sản phẩm đó đã cất cánh thành phố Nha Trang, đi lên trở thành một cái thành phố du lịch, đúng không ạ? Vậy thì với khu Water Park và Theme Park, với sự tư vấn của Everland Samsung tại Maryland Quy Nhơn, chúng ta kỳ vọng rằng kỳ quan thiên nhiên miền nhiệt đới Maryland Quy Nhơn sẽ bừng tỉnh và trở thành thu hút, đưa cho thành phố Quy Nhơn trở thành trong những cái điểm đến hàng đầu của Đông Nam Á, đúng không ạ? Hưng chia sẻ sâu hơn ở độ chỗ này. Nếu quý anh chị và các bạn nào có tìm hiểu về Singapore, các bạn và anh chị biết Sentosa, đúng không ạ? Các vị biết Sentosa. Thì ở đây thì, ở trong Sentosa thì có cái khu là khu Universal Studio, đúng không? Thì nó được vận hành vào năm 2010. Nó được quy hoạch và vận hành vào 2010. Và kể từ khi nó vận hành thì bất động sản tại khu vực Sentosa tăng hơn 300% so với bất động sản bên ngoài, xét tại Singapore. Điều đó nói về cái câu chuyện là gì? Các cái khu vui chơi, các cái quần thể vui chơi giải trí thêm vạc, nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng
tạo thành một cái traffic điểm đến, và khi nó tạo thành một cái traffic điểm đến thì hiển nhiên nó kéo theo dịch vụ phát triển, bất động sản phát triển, dòng tiền phát triển, rất nhiều thứ nó sẽ liên quan, nó sẽ phát triển theo, đúng không ạ? Và nó góp phần vào 8% GDP của Singapore vào thời điểm đó. Đó là một cái minh chứng rõ ràng nhất mà quý anh chị và các bạn có thể thấy được rằng là cái khu Thêm Phạt và Greater Phạt nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Và sắp tới đây trong cái chuỗi đào tạo cũng như là trong cái kế hoạch đào tạo chuyên sâu, chúng tôi sẽ có những cái bài nói sâu hơn, phân tích sâu hơn về cái yếu tố tác động của Greater Phạt, Thêm Phạt đến những cái vùng đất và đến với giá trị bất động sản tại vùng đất đó. Tiếp theo là chúng ta có một khu đỉnh núi Mountain Retreat. Nơi đây thì mọi người có thể là những cái sản phẩm villa, nó mang tính chất thiền định, giúp cho mọi người an dưỡng, nghỉ ngơi. Và chúng tôi có một cái khu vui chơi giải trí gia đình FEC, Family Entertainment Center. Tiếp theo chúng ta có khu Marriott Villa. Ở đây, khu Marriott Villa. Ở đây thì Hưng xin chia sẻ chút xíu về cái khu Marriott Villa này. Thì Hưng có ngồi nói chuyện với anh kiến trúc sư, thì anh mới chia sẻ một cái ý này rất hay. Cái địa thế bán đảo của chúng ta, nó ngoài câu chuyện độc nhất, nó có một cái câu chuyện phong thủy địa lý ở đây. Đó là cái thế Thanh Long Bạch Hổ. Đúng không ạ? Thanh Long là khu The Cliff, nó như là thế công. Và thế Bạch Hổ là ở cái khu Marriott Villa này, nó là thế thủ. Nó tạo thành một cái thế cân bằng, tông thủ. Do đó, chính vì như vậy cho nên biển ở đây nó rất là hiền hòa. Nó không có bị sóng động, nó không có bị là sóng dữ. Đó, cho nên là ở đây thì nguyên một cái khu gọn đồi này thì chúng tôi quy hoạch là khu Marriott Villa. Và đặc biệt một cái điểm nhấn ở đây là có khu tâm linh, sự hòa quyện của dòng chảy thời gian, không gian và kiến trúc. Vì sao lại có khu tâm linh ở đây? Nó cũng có một cái điện tích điện cố. Hưng xin chia sẻ với chị và các bạn, nó cũng khá hay. Không phải chúng ta làm du lịch tâm linh đâu, không phải đâu. Nhưng mà ở đây á, lúc mà bắt tay khởi công làm cho cái công trình này á, thì bên công trường mới đào được một cái tượng Phật từ thời Champa. Hiện nay cái tượng Phật đó được thỉnh tới làng chài Nhân Hải rồi để tạm chờ trong cái gia đình này. Và khi đó thì mọi người mới nhìn ra được rằng là cái vùng đất này có một cái chiều sâu lịch sử, chiều sâu lịch sử. Và mình nhìn nhận lại, đây chính là cái vùng đất của hào kiệt, linh khí, đúng không ạ? Đây là vùng đất của hoàng đế, đúng không? Và trong thời bình là vùng đất sản sinh ra rất nhiều các tỷ phú, đúng không? Chúng ta nhìn lại nè, có anh Bắc Hà, có rất nhiều các cái tỷ phú, anh Hải Nutifood, hay là chủ tịch của chúng ta, rất nhiều các tỷ phú được sinh ra tại Bình Định, các bạn công nhận không ạ? Và chúng ta xác định được rằng đây là cái vùng đất của linh khí. Do đó thì chúng tôi quy hoạch ở đây một cái khu tâm linh, một cái khu tâm linh và mang kiến trúc cực kỳ ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Không thua kém gì Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hưng nhận xét, mình là một người đã từng đi Phượng Hoàng Cổ Trấn rồi. Linh hình đẹp vậy thôi, nhưng mà thật ra ở ngoài nó không được như vậy. Nhưng mà qua những cái câu chuyện chia sẻ, qua những cái kế hoạch, cũng như là những cái phối cảnh, hoặc là những cái về kiến trúc chi tiết của khu tâm linh này, mình nhận xét ở đây cực kỳ ấn tượng, cực kỳ là không thua kém Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy rất bề thế và nó có một cái chiều sâu về tâm linh ở trong này. Và tiếp theo là khu Monaco. Đây là mang lại một cái tầm nhìn thượng đỉnh tại Quy Nhơn và mang một cái kiến trúc cực kỳ ấn tượng, được lấy cảm hứng từ cái tháp Van Eyck của Champa, đúng không ạ? Và các bạn nhìn ở giữa ha, ở giữa thì nó có một cái hình như cái shape logo của chúng ta là đi từ cái landmark này ra đó. Cái shape của logo của dự án Maryland Quy Nhơn đi từ cái landmark này ra. Ở đây người ta gọi là Long Môn. Trong kiến trúc đặc biệt là người Hoa, đặc biệt là ở Singapore, các bạn sẽ gặp nhiều cái dạng kiến trúc có sở hữu Long Môn. Và kiến trúc có sở hữu Long Môn nó mang lại một cái dòng chảy của long mạch và mang lại vượng khí. Do đó thì người Hoa, đặc biệt là các cái ở tại Singapore, thì họ rất chuộng là thiết kế những cái sản phẩm kiến trúc có cái cụm Long Môn ở trong kiến trúc của mình. Và đây là một trong những cái kiến trúc landmark biểu tượng của Maryland Quy Nhơn. Và ở đây thì khi mà hoàn thiện buổi tối á, thì nó kết hợp với cái quần thể nhạc nước 3D Laser Vision ở ngay trước mặt. Nó mapping lên ngay cái mặt tòa nhà, nó tạo thành một cái màn chiếu cực kỳ lớn. Và chúng tôi tin rằng đây cũng sẽ được là một cái xác lập kỷ lục Việt Nam cho cái màn chiếu mapping lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Đây là một cái phối cảnh mà anh chị và các bạn có thể thấy được. Các chị không? Cực kỳ long lanh, cực kỳ ấn tượng.
với Monaco Condo. Và cuối cùng, Hưng xin chia sẻ đó là The Valley Condo. Khu Valley Condo này, Dương đã có chia sẻ ngay ở giai đoạn đầu. Chúng ta nhấn mạnh ở đây chút xíu. Các bạn nhìn thấy không? Có một cái cầu bắc qua bên kia là một khu kinh tế nhân hội. Đó là khu phát triển kinh tế kỹ thuật cao và khu AI, những cái công nghệ thông tin sẽ quy tụ về đây. Đúng không ạ? Và chỉ cách một con cầu thôi là đã qua dự án của chúng ta rồi. Cách một cái cầu thôi. Và vậy thì giới kỹ sư họ sẽ cần những, một cái nơi ở, đúng không? Không lẽ bây giờ họ mua một cái phố thương mại để họ ở, cũng có thể để họ kinh doanh. Nhưng mà họ sẽ thích nhận ở những cái căn hộ để view tốt hơn, đúng không? Chúng tôi quy hoạch ở đây một cái Valley Condo cực kỳ, kiến trúc cực kỳ đẹp. Và đây chính là nơi ở dành cho giới kỹ sư công nghệ cao. Nó cũng là một trong những cái khẳng định về cái chiến lược kiền ba chân vững chắc để đưa Maryland Quy Nhơn trở thành một điểm đến. Vâng, Valley Condo. Và để quý vị và các bạn có thể cảm nhận sâu hơn, Hưng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Hưng tham quan dự án của chúng ta một cách thực tế ngay tại đây luôn ạ. Vâng, trên màn hình quý anh chị và các bạn chính là dự án của chúng ta. Vào những buổi chiều, đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Quy Nhơn. Mọi người sẽ quy tụ về đây vui chơi giải trí rất là sầm uất, các shop house lên đèn, các cái beach house sẽ lên đèn và mọi người sẽ cùng nhau vui chơi giải trí và trở thành là một cái nơi check-in hàng đầu tại Quy Nhơn. Giới trẻ sẽ cùng nhau quy tụ về đây. Các bạn cùng chiêm ngưỡng ha. Sau cuộc training này, Hưng sẽ gửi cái VR tour này đến cho quý vị và các bạn để có thể là chiêm ngưỡng sâu hơn. Một không khí cực kỳ đẹp và ấn tượng, đúng không ạ? Đây là cái trục phố của chúng ta. Khi buổi tối lên đèn, em lên đồ thì chúng ta cùng nhau xuống phố và đến với Maryland Quy Nhơn, chúng ta chụp hình tại cầu Love You để minh chứng cho một tình yêu bất diệt. Đối với khu của chúng ta là như thế nào? Đối với những dự án khác, chúng tôi, các bạn thường hay suy nghĩ là gì? Cái trục đường chính là cái trục đường bộ, đúng không ạ? Nhưng mà anh kiến trúc sư mà quy hoạch cái khu này, anh chia sẻ, đối với khu Canal District, chúng tôi lấy con kinh mới là điểm tựa, mới là con kinh đào mới là điểm tựa. Hai bên con kinh đào sẽ là những cái trục phố rất là mát rượi và mọi người sẽ cùng nhau vui chơi giải trí tại đây. Chi tiết hơn nữa của khu Canal District Hưng sẽ chia sẻ về sau. Một quần thể Water Park và Theme Park tại đây. Các anh chị có thấy tuyến cáp treo mà theo con chuột Hưng đang di chuyển nè. Cái tuyến cáp treo này nó sẽ đi qua cái đỉnh của cái Water Park luôn. Ở đây thì ở trên chúng ta sẽ nhìn thấy, ở đây là một cái trạm của Water Park. Đẹp quý vị. Đây, khu Valley Condo nhìn vào là một cái thung lũng với những cái khu sân golf 18 lỗ của Jack Norman. Kinh đào Love You. Các bạn thấy chữ Love You không? Trái tim và chữ You là một trong những điểm check-in ấn tượng tại Maryland Quy Nhơn. Và Hưng như chia sẻ, Maryland Quy Nhơn sẽ là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại thành phố Quy Nhơn. Hy vọng một ngày không xa, quý anh chị và các bạn ở đây, những đồng mâm của chúng ta cùng nắm tay nhau bước giữa kỳ quan Maryland Quy Nhơn.
Rồi, bây giờ chúng ta đi vô phần chính. À, các bạn đã mệt chưa? Bây giờ chúng vô cái phần này là cái phần quan trọng nè. Nãy giờ là chúng ta mới đi dạo đầu thôi. Nhưng mà các bạn ở đây, anh nghĩ là cũng sẽ có một các bạn đã vỡ òa trong sung sướng rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đi vào cái phần chính của chúng ta ngày hôm nay. Channel Retreat, Vương quốc không ngủ. Các bạn cho một tràng vỗ tay ạ. Channel Retreat, trái tim sầm uất của phố biển Quy Nhơn. Vâng, vậy thì các bạn suy nghĩ ở đây sẽ có gì đặc biệt? Nãy giờ Hưng chia sẻ cũng khá tổng thể rồi. Nhưng mà Hưng nghĩ là sẽ còn nhiều điểm đặc biệt hơn nữa mà Hưng sẽ muốn nhấn sâu hơn ở đây. Thì Hưng cô đọng lại một số ý như sau tại Channel Retreat. Thứ nhất, đó là thung lũng thương mại duy nhất có đa hệ kênh đào. Dương đã chia sẻ, từ ngàn xưa, các bạn nhìn ha, từ ngàn xưa chúng ta ở Vins, trục các cái con kênh đào của Vins, hai bên rất là sầm uất. Trục con sông Ninh, hai bên rất là sầm uất. Và ngay tại Việt Nam của chúng ta, ở Bến Hàm Tử chẳng hạn, ở đó là một khu thương mại sầm uất của người Hoa. Và dựa trên cái cảm hứng đó thì anh kiến trúc sư anh mới đưa ra là một hệ thống kênh đào nối liền nhau tại Channel District. Và anh mới nói được rằng là tại Channel District, trục kênh đào mới chính là cái trục giao thương chính, chứ không phải là cái trục xương sống chính, chứ không phải là trục đường bộ. Đó là một điểm cực kỳ ấn tượng. Và ở đây thì Hưng chia sẻ thêm, đó là chúng ta có một cái cầu kênh đào Love You, cái điểm hẹn lý tưởng cho lứa đôi, mang ý nghĩa tình yêu trường tồn bất diệt. Nghe đồn là vào ngày 14 tháng 2 hàng năm mà ai tới đây chụp hình check-in thì cặp đó sẽ được sống với nhau viên mãn suốt đời. Hy vọng các bạn sẽ viral cái thông điệp này ra với mọi người là cứ hàng năm 14 tháng 2 hãy cùng nhau về Channel District chụp hình check-in tại khu kênh đào Love You để có một cái hạnh phúc viên mãn. Vâng. Một điểm ấn tượng nữa Hưng đã có chia sẻ, đó là quảng trường hologram 3D mapping. Ha. Ở đây thì được Laser Vision như cũng có nhắc đến, đó là 30 năm kinh nghiệm về sáng tạo vận hành, về thị giác. Và đã rất nhiều cái sản phẩm thành công tại Manila Bay Sands của Singapore, Sentosa hay là Sochi của Nga, vân vân. Đây là một cái thương hiệu về nhạc nước, về laser mapping hàng đầu của thế giới. Và ở đây chúng ta có một cái quảng trường xác lập kỷ lục Guinness là quảng trường nhạc nước, quần thể nhạc nước lớn nhất Việt Nam. Tiếp theo nữa là chúng ta, như đã chia sẻ, ở đây là một cái điểm là check-in, một cái thiên đường check-in. Đi ở đâu cũng đẹp, đi ở đâu cũng lạ. Và ở đây chúng tôi có cái gì? Chúng tôi có 34 cây cầu. Và mỗi cây cầu bắc qua con kênh đào như vậy, nó mang một cái phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Giúp cho các bạn, nếu mà khách hàng đi từ đầu này tới đầu kia, một cái cảm giác của họ là trải dài bất tận, cái trải nghiệm bất tận, không bao giờ bị lặp lại. Một số dự án khác ở trên thị trường đúng không? Chúng ta thấy là nó cứ copycat, từ khu này qua khu khác, khu này qua khu khác. Nó như là một cái máy copy. Từng. Nhưng mà đối với dự án của chúng ta làm cho hoàn toàn khác biệt. Cứ mỗi khu như vậy, mỗi cái cầu bắc con kênh nó sẽ mang một cái phong cách kiến trúc hoàn toàn khác. Và nó sẽ là một cái câu chuyện, nó đi theo cái con kênh đào đó, nó đi theo cái kiến trúc nhà hai bên. À, các bạn nhìn đây, chúng tôi ở đây Hưng chỉ có show một số ít mẫu cái cầu thôi. Chúng ta có tổng cộng tới 34 mẫu cầu khác nhau. À, mỗi mẫu cầu là một cái kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Và đây là một trong những cái key selling point mà Hưng nghĩ là rất là mạnh. Và nó khác biệt hoàn toàn trên thị trường khi nhắc tới các cái hệ thống, các cái phố thương mại hiện nay. Đúng không? Các bạn lưu ý nó kỹ điều này nhé. Tiếp theo là Hưng muốn nói tới kiến trúc. Đó là để mà cái câu chuyện ở đây thì nó sầm uất nhưng mà nó cũng có những cái điểm nơi thư thái. Thì ở hai bên trục chúng ta có 1,4 km cái hồ cá coi thư thái và trong lành, hàng chiều trạm tại bộ ở đây cũng rất là đẹp. Và hiện nay thì chúng ta đã hoàn thành 1, 2, 3, 4, 5, 6 1/6 của cái cung đường này rồi. Nếu mà sắp tới các bạn ra site tour của chương trình sắp tới thì các bạn sẽ được trải nghiệm 1/6 của cái hồ cá coi này đang trong giai đoạn hoàn thiện. Vâng. Và đặc biệt là trải nghiệm bất tận 365 ngày nhân 24/7 với một cái quần thể kiến trúc sở hữu 36 tuyến phố nha. Ở khu Channel District chúng ta có 36 tuyến phố. Mà 36 tuyến phố nhưng mà với 50 mẫu phong cách kiến trúc khác nhau. Tôi nhắc lại nha,
50 mẫu phong cách kiến trúc khác nhau. Đây là một sự thử thách và một sự cố gắng của ban lãnh đạo tập đoàn để phát triển cho cái dự án Canal District chúng ta tạo thành một điểm nhấn, một cái trải nghiệm bất tận như Hưng đã chia sẻ, trải nghiệm bất tận 365 ngày. 50 mẫu kiến trúc ở đây ha. Chúng ta có thể điểm qua chi tiết hơn nữa, sẽ có những cái bài đào tạo chuyên sâu vào từng cái phong cách kiến trúc theo từng phân khu. Nhưng mà các bạn để ý là chúng ta có các cái khu Mỹ, chúng ta có các cái khu châu Âu, khu Latin, khu Vins, chúng ta có khu Nhật Bản, chúng ta có khu sông Hàn, chúng ta có khu Hội An, rất rất nhiều. Nó mang lại một cái trải nghiệm cực kỳ bất tận ở đây. Và hiện nay chúng ta đã xây được khu Mỹ rồi, hôm nay chúng ta xây được một khu Mỹ rồi, sắp tới chúng ta sẽ triển khai những cái khu khác. Và đây chính là một cái câu chuyện mà giúp cho các bạn khi bán hàng, các bạn chào với một sản phẩm, mỗi dịp mở bán chúng tôi là một cái sản phẩm hoàn toàn khác. Các bạn không bị lặp lại ở đây với một cái phong cách kiến trúc hoàn toàn ấn tượng. Các bạn thấy không ạ? Cực kỳ đẹp. Và để hỗ trợ kinh doanh, và để hỗ trợ kinh doanh tối đa và tối ưu, thì ở đây có anh Trần Retail. Anh Trần là chủ tịch của Hưng Thịnh Retail, kiêm phó chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Anh và cùng với Hưng Thịnh Innovation của công ty chúng ta đã phát triển nên Mary Passport, vận hành cơ chế smart và dễ dàng cho người kinh doanh, quản lý và du khách mua sắm trải nghiệm. Hưng mô tả rất là dễ dàng như vậy. Tức có nghĩa là những cái biz house ở trong cái khu của chúng ta sẽ được upload lên trên cái Mary Passport này. Ví dụ như các bạn ở trên villa buổi tối thì bây giờ cũng lẽ chạy xe xuống dưới, đúng không? Các bạn lên coi trên này và cả bút ở dưới này người ta sẽ mang lên luôn. Hoặc là nhiều lúc các bạn muốn đi ăn món Nhật đi, ở trong một rất rất nhiều cái quán như vậy, các bạn không biết món Nhật là ở đâu, các bạn lên đó thì search món Nhật thì nó sẽ tự động định vị cái quán món Nhật đó và dẫn các bạn tới. Trong đó nó có thực đơn, menu, giá cả, rồi khung giờ mở cửa, những cái vấn đề nó giúp cho cái câu chuyện kinh doanh nó cực kỳ thuận tiện. Nó cực kỳ thuận tiện. Đó là ngoài câu chuyện định danh, định vị, tìm kiếm các cái cửa hàng và giúp cho booking qua cái ứng dụng này. Vậy thì nãy giờ Hưng nói đi nói lại, các bạn nghe nhiều người cũng thắc mắc là Biz House. Vậy thì Biz House là gì? Vậy Hưng chia sẻ, Biz House là một cái dòng sản phẩm do tập đoàn Hưng Thịnh phát triển và nó là ở cái level cao hơn cả Shop House. Và chúng tôi đặt nó là Biz House. Vậy thì Biz House, mô hình kinh doanh vượt trội đầu tiên tại Việt Nam. Vâng, các bạn lưu ý nha, sản phẩm của chúng ta không phải là Shop House. Các bạn lưu ý, không tư vấn khách hàng, không đăng ký, không đăng tải trên mạng là Shop House, không đăng tải. Chúng ta là Biz House, là một cái level nó cao hơn hẳn của Shop House. Và ở đây thì Biz House là gì? Thứ nhất, đó là cộng đồng kinh doanh cùng nhau song hành cùng chủ đầu tư để dẫn dắt thị trường thông qua những cái kết nối của những cái ứng dụng công nghệ thông minh để chúng ta tạo thành một cái cộng đồng kinh doanh phồn thịnh ở trên mạng công nghệ. Thứ hai là lộ trình tăng giá rõ ràng cùng với chiến lược phát triển có tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư. Đó là chiến lược kiền ba chân cực kỳ vững chắc để mang cho Maryland Quy Nhơn trở thành một điểm đến. Thứ ba đó là nhân sự vận hành. Các cái nhân sự vận hành ở khu vực này được chúng tôi đào tạo chuyên sâu bởi tập đoàn Everland Hàn Quốc và Pegasus. Thứ tư đó là đón đầu luồng du khách trong nước khổng lồ. Ở đây thì Hưng chia sẻ một cái thông tin như vậy. Nếu các bạn nào có biết là cáp treo Tây Ninh đúng không ạ? Cáp treo Tây Ninh. Tết vừa rồi, cáp treo Chùa Bà Đen Tây Ninh đón tiếp gần 2 triệu lượt khách một ngày. 2 triệu lượt khách một ngày nha. Và mỗi, các bạn nghĩ nếu mà ở đây có 2 triệu lượt khách đổ dồn về ở những người dân tỉnh Bình Định, ở những cái thành phố ở Tây Nguyên, người ta đi chơi biển, đi chơi Tết, tới các cái thành phố biển chơi, vậy thì có phải là một cái trữ lượng khách tạo thành một cái điểm đến cực kỳ khổng lồ không? Và đặc biệt cái gì, người ta thích đi cáp treo. Thật sự có nhiều người ở đây, Hưng nói chia sẻ thật sự không phải, nhưng mà có nhiều người, người ta khách du lịch đó, người ta đi tới đó, người ta thấy ở đó có Crystal Cable, đi cái tuyến cáp mà có thể nhìn xuống dưới thấy đi qua mặt biển cực kỳ ấn tượng. Người ta, đó là một trong những cái điểm check in mà người ta muốn đi tới du lịch đó, vùng đất đó, người ta muốn chụp một bức hình là ngồi trên cái Crystal Cap đó để mà chụp một bức hình để lưu niệm lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tiếp theo nữa là thung lũng thương mại duy nhất có hệ thống đa kênh đào, diện tích loại căn, chủ đề kiến trúc đa dạng phù hợp với nhiều mục đích và tận dụng được nguồn khách khai thác lữ hành của Viettravel, nhưng đã chia sẻ ngay từ đầu chiến lược, và vận hành theo cơ chế smart giúp cho người dễ dàng
kinh doanh cũng như là du khách thuận tiện mua sắm và trải nghiệm. Và đặc biệt hơn nữa, cái vị trí của Big House, Candle District, nó nằm ngay tại trái tim của Maryland Quy Nhơn, một trái tim không ngủ 24/7 Maryland Quy Nhơn, với hạ tầng, với chiến lược được đầu tư bài bản. Đó chính là Big House, mô hình kinh doanh đột phá đầu tiên tại Việt Nam. Và đi sâu hơn vào phần chi tiết tư vấn ở đây, Hưng chia sẻ phân khu đầu tiên của chúng ta sẽ có hai phân khu là Americana và Euro. Thì ở đây thì các bạn có những cái dòng sản phẩm là 6-18, các bạn có những cái dòng 7.5-18 và các bạn có 8.5-18. Đó là những cái dòng những cái dòng liên kế phố thương mại. Tiếp theo là chúng ta có những căn đồ hồi với diện tích cực kỳ ấn tượng, với số lượng cực kỳ ít. Sau cái buổi họp này thì Hưng sẽ share những cái thông tin này xuống cho quý anh chị với những cái hệ thống link đầy đủ và chi tiết. Khu Euro cũng vậy. Đi vào về cái mặt bằng chi tiết, các bạn cũng không cần chụp đâu. Xong cái cuộc họp này Hưng sẽ gửi liền xuống luôn về một công cụ tư vấn cho các bạn để có thể đầy đủ đồ chơi rồi. Đây là mẫu căn góc đầu hồi với kiến trúc Mỹ. Các bạn có thể thấy được rằng là dự án của chúng ta là 4 tầng, 1 tum. Một số cái shop house hiện giờ ngoài thị trường á, nó chỉ có 3 tầng 1 tum thôi. Nó làm rất là thấp, do đó cái diện tích thương mại, diện tích sử dụng á, nó không có nhiều. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm của Big House, của Candle District, chúng ta là 4 tầng 1 tum. Ở đây Hưng có một cái hình ảnh cắt lớp về bố trí công năng của một cái khu shop. Thì là gì? Tầng 1, tầng 2 chúng ta có thể là dùng kinh doanh buôn bán. Tầng 3, tầng 4 chúng ta có thể là hộ gia đình, có thể là sinh sống ở đây. Với một cái sở hữu dài lâu, gần 70 năm, có thể là kế thừa cho đa thế hệ, đúng không? Tiếp theo là căn giữa. Đây là mẫu căn giữa cũng tương tự ha, chúng ta có 4 tầng 1 tum. Do vậy thì nếu mà các bạn khi so sánh giá đó, các bạn hãy coi lại là tổng diện tích sử dụng là bao nhiêu. Có nhiều bạn đem một cái sản phẩm thông thường, shop house thông thường, nó chỉ có 3 tầng thôi. Nhưng mà summarize lại thì tổng diện tích sử dụng không nhiều. Ở đây thì chúng tôi nhận thấy được rằng là cái nhu cầu vừa sinh sống vừa kinh doanh nó có, cho nên là chúng tôi đưa ra những cái sản phẩm thiết kế là 4 tầng 1 tum. Đây là cái mặt đứng của cái khu Mỹ hiện nay. Cái khu này đã hoàn thiện rồi. Sắp tới quá trình site tour thì các bạn ra sẽ gặp hoàn thiện ở ngoài. Đây là khu phong cách biệt thự của Mỹ ở mặt view hồ Cá Coi. Và tiếp theo, để mà hiểu sâu hơn về cái khả năng kinh doanh, khai thác, vận hành như thế nào, để cho quý anh chị và các bạn có một nhìn tổng thể nhất và tự tin trong cái câu chuyện tư vấn, thì sau đây em xin mời anh Trần Quang Trình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh kiêm Chủ tịch của Hưng Thịnh Retail, sẽ có một phần chia sẻ về chiến lược retail tại Candle District của Maryland Quy Nhơn. Xin mời anh Trần. Chào các bạn, thì chắc lâu lắm rồi mình mới đứng trước đông người thế này, đặc biệt là các bạn sale. Thực ra mình không phải là trainer, mình cũng không phải là người chuyên thuyết trình. Chỉ là hôm nay, cái buổi hôm nay thì mình mới nhận được cái tin là mình chia sẻ cái công việc về retail tối hôm qua. Nên là mình nghĩ là trong hôm nay cái mục tiêu lớn của mình á, là mình muốn kể câu chuyện retail cho các bạn. Thật ra thì bạn Hưng nói gần hết rồi và nói rất hay, chắc là cho tràng pháo tay để của bạn Hưng, và thậm chí bạn Hưng nói luôn cái việc mình cần nói luôn. Nên là mình nghĩ là mình sẽ nói tương đối là ngắn gọn và mình tập trung vô mình kể chuyện nhiều hơn. Chắc là mấy bạn đã nghe rất nhiều về tiềm năng của Maryland, về những gì mà chúng ta đã làm. Nhưng mà nói tới bán lẻ là nói tới người, tức là có người trước hay là có cái dịch vụ trước. Và cái đó là câu chuyện mà con gà quả trứng rất là khó khăn trong tất cả các hoạt động kinh doanh. Các bạn cũng thấy trên Việt Nam mình nó có câu chuyện của Sun Group và Vin Group ở Phú Quốc. Chắc là các bạn đã đi rồi, ví dụ Sun Group nó còn rất vắng, Vin Group họ đã làm được rất nhiều việc. Thì đây là một cái việc mà không dễ dàng, khi mà chúng ta mặc dầu là
kể cả chúng ta thu hút được dòng người rất lớn, nhưng mà sau đó chuyện gì xảy ra, tức là người ta tới đó, người ta sau khi người ta chơi xong rồi người ta đi về đi chỗ khác, thì retail nó là câu chuyện. Mình thì được cái thời gian khoảng 3 năm mình nghiên cứu phát triển retail, thì đó là cái thời gian rất là quý giá, và mình cũng quản lý một cái cụm retail ở Yangon đó, chắc có một số bạn nào đi là biết rồi. Thì đối với retail, nói tới retail là hào hứng, là trắng đêm, là ánh sáng, là muôn màu. Và khi bước vô cái retail này thực ra là rất là hứng thú. Thì hôm nay mình sẽ tìm cách mình nói ngắn gọn vấn đề về retail để anh em có một cái góc nhìn tương đối về retail. Xong rồi mình quay lại cái việc mà thật ra làm sao mà Hưng Thịnh Retail có thể hỗ trợ để mà cái khu District Canal mình thành một cái trung tâm retail trong tương lai. Và cái đó là cái việc mà Hưng Thịnh Retail đang song hành với việc kinh doanh của tất cả các bạn. Đầu tiên hết á, thật ra thì mình muốn nói nhanh một chút về chuyện gì xảy ra đối với mô hình và kinh doanh retail. Thực chất ra retail bắt đầu bằng gì? Bắt đầu bằng chợ truyền thống á. Tức là các chợ truyền thống họ nhóm hợp nhỏ, từng bước họ bước thành những khu phố trung tâm thương mại, khu thương mại. Thì khu thương mại đó là những cái mà mấy bạn thấy hình thành từng bước nhỏ nhỏ, và có thể rằng là hiện nay nó vẫn thấp thoáng đâu đó. Tiếp theo trung thương mại thì do cái điều kiện khí hậu thì họ mới nhét các cái phố thương mại vô cái trung tâm thương mại. Và khi nhét vào để chi? Để họ che mưa che nắng và họ tạo ra cái không gian trong đó. Cái nhược điểm của khi mà nhét vô trung thương mại, các bạn biết là trên phố có thể có hàng trăm ngàn người đi ngang, và khi nhét vô trung thương mại là coi như các bạn nhét những cái thương hiệu vô một cái hộp, và nếu mà không vận hành quản lý marketing đúng thì cái trung thương mại sẽ chết. Thì tiếp theo cái bước mà trung tâm thương mại nó tới cái giai đoạn mà e-commerce là thương mại điện tử, thì các bạn có biết rồi, với cái sự xuất hiện của Amazon và sau đó là rất nhiều cái công ty thương mại điện tử xuất hiện, thì cái hoạt động mà truyền thống gần như chết. Nhưng mà năm cách đây vài năm mà mình không nhớ năm nào, nhưng mà khi mà Amazon mua cái chuỗi tên là Whole Market, tức là một cái chuỗi siêu thị với giá 14 tỷ đô, thì lúc đó cả thế giới rất là ngỡ ngàng, tức là không hiểu tại sao là Amazon lại mua lại một cái chuỗi truyền thống. Thì lúc đó rất nhiều phân tích và kết luận là gì? Tức là cuối cùng là online quay lại offline. Thật ra nó có rất nhiều sản phẩm, thứ nhất là về ẩm thực, thứ hai là về cái đẹp. Tức là chúng ta không thể ngồi trên mạng chúng ta mua. Phụ nữ có thể mua đồ ăn được, nhưng mà phụ nữ phải ra đường, phụ nữ phải ăn mặc quần áo đẹp, phải xách giỏ đẹp để ra đường. Và tất cả cái đó nó biến cái việc mà offline quay trở lại. Và khi offline quay trở lại đó, nó cộng với Covid thì các bạn cũng biết, tức là ở Việt Nam này nó có một cái xu hướng mà rất đặc biệt. Ví dụ Uniqlo vào Việt Nam và gặp mình, lúc đó mình làm bên Thaco, tức là Uniqlo muốn mở chuỗi cửa hàng ở ngoài mall, tức là xu hướng mới, tức họ không muốn là chui vào mall. Khi mà chui vào mall nó có rất nhiều hạn chế, trong đó nó có hạn chế thứ nhất là về thời gian, thứ hai là khi mà nhét vô cái hộp á, họ không có được cái traffic lưu thông, không có dòng người qua lại. Và cái xu hướng mới nhất hiện nay là các cái brand lớn họ muốn ra ngoài phố. Và cái đó nó mở ra một cái gì? Nó mở ra một cái cơ hội lớn cho những cái khu trung tâm mà mình đã thấy. Thì cái đó là cái tóm tắt nhanh về cái xu hướng mà bán lẻ hiện nay đang xảy ra trên thế giới. Chắc là mình nói nhanh, các bạn không cần đọc phía dưới. Nhưng mà xu hướng lớn nhất hiện nay á, nó có 4 xu hướng chính. Thứ nhất là một điểm nhận dịch vụ, tức là người ta sẽ vô đó có tất cả. Các bạn có thấy các trục đường không nói, trong các mall bây giờ nó có spa, nó có luôn ngân hàng trong đó. Tức là người ta tới đó mà người ta trải nghiệm rất nhiều thứ. Cái thứ hai là công nghệ. Thì ở Việt Nam mình nó không nhiều, nhưng mà thế giới bây giờ công nghệ đi xa lắm rồi. Tức là mình đã chứng kiến mà cầm một cái iPhone đưa lên trên một cái dãy kệ siêu thị, là hai bên nó hiện lên các cái chương trình khuyến mãi và nó nhảy thẳng trên iPhone mình luôn. Còn cái việc như bạn thấy trên màn hình là đứng vào cái màn hình là tự động nó mặc quần áo vào, tất cả cái đó là công nghệ xảy ra. Đối với các khu phố thương mại, các bạn có thể đứng một cái điểm A và mấy bạn đưa dùng cái smartphone, mấy bạn có thể thấy được là các cái vị trí shop có thể ở đâu, làm cách nào để tới đó nhanh nhất. Có thể bạn sẽ đi xe bất kỳ, hoặc là bù lại bạn có thể bạn click vào đó, bạn biết trong đó bán gì, chương trình khuyến mãi là gì. Tức là nguyên lý của nó là nó giúp khách hàng đi từ một điểm A tới điểm D tốc độ nhanh nhất, và mặc dầu trong một khu rất phức tạp. Cái thứ ba là bây giờ tất cả các khu thương mại, kể cả ngoài trời trong nhà, đều kết hợp với nghệ thuật tương tác.
thì nếu mà có một số bạn mà đi châu Á, đi nhiều nơi, các bạn sẽ thấy bây giờ cái môn nó không còn là cái chỗ mà vô, tức là sau khi công việc và gia đình, cái vị trí mà nghỉ tiếp theo là môn. Và các khu thương mại như là cái khu mà mở như là shop house của mình sắp tới, thì đây là cái xu hướng rất quan trọng để chúng ta làm cái sản phẩm càng ngày càng đẹp lên. Tại sao cái beach house của mình phải có rất nhiều cái điểm hấp dẫn vậy? Thì nó sẽ dựa trên cái xu hướng thứ ba này. Và thứ tư là hướng tới sống xanh và bền vững. Thì bây giờ tuổi trẻ bây giờ lúc nào họ cũng muốn gắn kết cái cuộc sống của họ, phải gắn liền với gì? Gắn liền với là yêu môi trường, là đóng góp gì đó cho hành tinh. Nên là tất cả các hoạt động nó liên quan tới cây xanh, liên quan tới nước, liên quan rất nhiều cái là được giới trẻ ủng hộ. Thì đây là bốn cái xu hướng chính. Quay lại cái Canal District của mình, mình nghĩ rằng là nếu mà mình xem cái Canal District như là cái môn, tức là cái góc nhìn của mình, mình xem Canal District như là cái môn khổng lồ, và trong đó nó không có máy lạnh, tức là chúng ta mở toang. Thì ở ý kênh đó mình nghĩ là 1.000 căn, gần 1.000 căn beach house của mình nó tương đương với chắc phải bằng gấp rưỡi cái mall lớn nhất thế giới. Và nếu mà tổng diện tích sàn thì chắc là nó gấp khoảng 5-7 lần. Tuy nhiên nó có rất nhiều cái ưu thế của nó. Nên ở góc cạnh mà phát triển thương mại, thì các bạn thấy cái nguyên lý mà để phát triển thương mại thành công nó có ba chân kiền. Thứ nhất là chúng ta phải làm rất tốt cái hoạt động leasing, tức là hoạt động leasing chúng ta sẽ kéo những khách hàng phù hợp ở với nhau. Ví dụ giống như là nếu mà cao cấp hơn, Apple họ luôn luôn muốn là phải gần Starbucks, họ không bao giờ họ chấp nhận gần mà những cái nhãn hàng thấp hơn, hay là Uniqlo hay là Zara, là họ sẽ gần những cái thương hiệu cao cấp, hoặc là cao hơn nữa, chẳng hạn giống như là LV vân vân, thì họ yêu cầu xung quanh họ là gì. Thì cái leasing này nó đóng vai trò rất quan trọng. Tiếp theo là cái hoạt động marketing. Thì marketing là hoạt động kéo người tới, tức là nếu mà không kéo người tới thua. Tức là tất cả nó phải dồn sức để marketing để kéo người tới. Cuối cùng là operation đối với mall thì các bạn biết rồi. Tức là có thể là chúng ta vô cái mall chúng ta thấy rất bình thường, nhưng mà thực sự ra cái quy trình một cái mall vận hành rất phức tạp, trong đó nó có các tình huống khẩn cấp, ví dụ như một ai đó đứng giữa mall xong rồi bật học quẹt, tự thiêu vân vân, nó đều có quy trình và rất phức tạp, một cái thang máy đi lên đi xuống. Đối với những khu mở nó ít phức tạp hơn. Tuy nhiên nếu mà các bạn đi du lịch ở Thái Lan á, các bạn sẽ thấy những khu bên đó, tức là có những ông mà công an hay bộ họ đứng im, họ không nhúc nhích, nhưng mà toàn bộ họ được quản lý vận hành rất tốt. Thì cái mô hình mà để chúng ta tiếp cận sắp tới, chúng ta sẽ làm cho cái beach house, đó là chúng ta phải cân bằng được cái leasing, marketing và operation. Thì đây là ba mảng rất quan trọng mà chúng ta phải lưu ý tới. Trên cơ sở đó thì mấy bạn nhìn cái minh họa này, nó có ba phần. Cái phần trên cùng là phần leasing, tức là mấy bạn thấy nó có các cái chiến lược để leasing. Phần dưới cùng là phần marketing, và cái phần giữa là phần vận hành. Thì mình sẽ nói nhanh các cái ý này. Thứ nhất là về marketing, thì hồi nãy là chắc bạn Hưng nói rất nhiều về cái vấn đề này rồi. Tức là điểm số 1, chúng ta phải biến Quy Nhơn thành điểm đến của châu Á. Tức là chúng ta phải rút khách tới Quy Nhơn. Trong đó có rất nhiều hoạt động, thì mình không lặp lại cái này. Tại vì bạn Hưng đã nói rất nhiều rồi. Tức là chúng ta sẽ kéo khách ở Việt Nam, kéo khách các điểm du lịch khác, thậm chí các khu vực để tới Việt Nam. Cái action số 1, chúng ta phải kéo khách tới Quy Nhơn và biến Quy Nhơn thành điểm đến của châu Á và khu vực. Cái thứ hai là chúng ta tới Quy Nhơn, chúng ta phải kéo khách về Maryland. Thì thật sự ra cái này cũng không phải là không làm được. Tuy nhiên nó có rất nhiều cái action đi theo, như là mà hiện nay là chúng ta sẽ làm cái gì. Ví dụ như là Vin họ dùng cái hệ thống bus để họ miễn phí để kéo hành ra các chương trình khuyến mãi. Và cái này nó đưa vô cái chương trình marketing liên tục để mà mình kéo khách từ Quy Nhơn. Tức là tới Quy Nhơn họ phải tới Maryland. Và từng bước mình biến thành Maryland mới là tâm điểm, chứ không phải là Quy Nhơn. Cái thứ ba là khi tới Maryland rồi. Thật ra mấy bạn nghĩ tới Maryland họ sẽ xuống Canal District. Thật ra không đơn giản như thế các bạn à. Tức là cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là gì? Cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là cái quy hoạch giao thông. Tức là mấy bạn sẽ thấy khi mà dòng tới, chúng ta phải có giải pháp để chúng ta dẫn khách hàng đi như thế nào, họ đi xuống dưới cái khu Canal của mình. Thứ hai nữa là mấy bạn thấy là chắc có ai đã từng đi
đi Sentosa, mấy bạn thấy buổi sáng đi Sentosa, bạn sẽ đi điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, rồi ăn, rồi nghỉ, rồi tới điểm công viên nước vân vân, tới cuối khoảng 7 giờ tới nhạc nước. Tức là nó có một cái flow, có tính toán để giữ toàn bộ khách hàng ở lại cả đêm ở ở Sentosa, và cuối cùng họ coi nhạc nước. Đối với Disneyland thì tương tự cũng vậy, các bạn có rất nhiều điểm khám phá, tuy nhiên họ sợ các bạn chán nên là dọc đường họ có những cái show diễn ngoài đường, và cuối cùng họ giữ bạn lại phút cuối, bạn rất mệt rồi thì họ có cái pháo hoa lúc 9 giờ hay là gì đấy để mà cuối cùng là bạn mãn nhãn. Tức là họ có cái giải pháp rất là tính toán để giữ họ lại. Thì tương tự ở đây mình cũng vậy, ngoài cái việc mà mình kéo được tới Maryland thì sau đó mình phải tìm cách mình dồn họ xuống dưới đó đúng lúc đúng nơi để mà làm sao họ ở đó từ khoảng 3 giờ chiều để họ có thể tắm biển và họ ở cho tới 9 giờ đêm. Mà nếu mình không làm được việc đó thì rất là căng cho cái biết sao, tại vì họ sẽ tới, họ chơi theme park, họ thăm khu nghỉ dưỡng, xong rồi đó họ đi về luôn, xong. Tức là lúc đó các cái shop mình không thể bán được. Thì đây là một cái chiến lược mà rất quan trọng, và nó có bài bản để tính toán để chúng ta, bản thân mình đã tham gia vô quá trình quy hoạch cáp treo và các cái quá trình quy hoạch giao thông khác để đảm bảo rằng là tất cả những luồng thông nó phải đổ về cho Canal District. Ở cái line mà cho thuê á, ở cái line cho thuê đầu tiên là lựa chọn thương hiệu. Thì ở đây các bạn cũng biết rồi, tức là giai đoạn này chúng ta làm gì? Chúng ta dễ hiểu á, tức là trong giai đoạn này khách hàng sẽ hỏi các bạn bây giờ á, công trường, đại công trường chúng ta làm sao? Làm sao kinh doanh buôn bán thu hút như thế nào? Thì trong giai đoạn từ bây giờ cho tới khi mà khu Monaco và toàn bộ khu Canal District hình thành thì chúng ta phải dựa vào các cái brand địa phương. Thật ra đây là cái quá trình mà chúng ta sẽ phải tự doanh nhiều hơn, tức là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta thu hút một số đối tác chiến lược. Tự doanh nó mang tính chất là display nhiều hơn là kinh doanh. Tại giai đoạn này toàn bộ là công trình chúng ta đang xây dựng, và đây là sự thật. Chúng ta không thể nào chúng ta nói với khách hàng là chúng ta sẽ kinh doanh ngay lập tức cả. Và khi mà chúng ta đưa ra lộ trình này, tôi nghĩ là khách hàng sẽ được thuyết phục. Cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn mà từ khi mà Monaco và Canal District hình thành cho tới 2015 là toàn bộ cái theme park mình hình thành. Thì đây là giai đoạn chúng ta sẽ đưa các cái nhãn hàng vào. Thì cái phần sau mình sẽ nói về các chương trình, cái định hướng mà mình hỗ trợ. Thì đây là giai đoạn mà các thương hiệu địa phương phải vào kết hợp với các thương hiệu tầm trung. Cái cách mà các trung tâm thương mại họ đưa cái thương hiệu lên cao không phải là một lần. Cái nguyên lý của nó là họ phải đưa vô các thương hiệu tầm trung, xong rồi sau vài năm họ nâng cấp thương hiệu lên. Và cái giải pháp ở đây nó cũng không ngoài cái cách đó các bạn. Mình không thể nào mà mình nói ở đây nó sẽ có liền Starbucks hay là những cái thằng cao cấp. Cái cách nói đó là nó không thực tiễn. Mình cho là đây là một cái bước mà được và Hưng Thịnh Retail đang thực hiện. Thực ra tất cả cái này Hưng Thịnh Retail đang bắt đầu thực hiện ạ. Cái giai đoạn 3 là giai đoạn khi hình thành, thì đây là cái giai đoạn nó sẽ tự lên. Thì sau năm 2025 thì đây là giai đoạn mà chúng ta có full concept cộng với các chiến lược mà chúng ta đi từ giờ cho tới năm 2025 đối với tầm vĩ mô thu hút khách quốc tế, khách trong nước. Thì tôi tin rằng là 2025 đây là thời điểm mà dự án chúng ta rất tốt, có thể vận hành hoàn toàn mà chúng ta không cần hỗ trợ gì cả. Cái thứ hai là quy hoạch ngành hàng đa dạng. Thì ở đây là hồi nãy là bạn Hưng đã nói với các bạn nghe nhiều về cái kiến trúc của mình. Thật ra mình có từng block, từng khu, mỗi khu nó có một kiến trúc riêng. Thì từng cái kiến trúc đó chúng ta phải hoạch định. Thật ra là chúng ta bán sản phẩm rồi, chúng ta không thể áp đặt cho khách hàng. Tuy nhiên chúng ta có chiến lược thuê lại một phần, và chúng ta train khách hàng những cái mô hình để chúng ta, khách hàng tin vào chúng ta. Thứ hai là khi chúng ta quy hoạch, khách hàng cảm thấy đây là một cái khu rất tốt để mà, tức là nó bài bản và nó có hệ thống, nó có quy hoạch, nó có tính toán, chứ không phải là phát triển tự phát. Và cái phần này là cái phần mà quan trọng để chúng ta định hướng phù hợp phân khúc, rồi phân loại hình kinh doanh và đảm bảo tính đa dạng phong phú. Cái phần thứ ba là chính sách thuê, cho thuê hấp dẫn và đồng hành. Thì vừa rồi thì bản thân mình là có một cái buổi trình bày với chủ tịch về các chính sách này, về nguyên lý là chủ tịch đã đồng ý một cái ngân sách nhất định khá là hấp dẫn để mà chúng ta có thể phát triển này. Thì ở đây nó gồm 5 cái hoạt động. Thứ nhất là ưu đãi trực tiếp và tiền thuê. Chúng ta phải chấp nhận là chúng ta thuê lại khách hàng một thời gian để mà chúng ta phát triển cái hoạt động mà retail theo ý chúng ta. Tại vì các khách hàng tới lúc đầu, giai đoạn đầu không có khách thì không thể nào chúng ta phát triển được. Thứ hai là hỗ trợ hoàn thiện nội thất.
Thì các bạn biết khi mà chúng ta bán nhà thô á, là cái chi phí mà hoàn thiện từ thô lên cơ bản đã là mắc rồi. Và tiếp theo đó từ cơ bản chúng ta mới fit out để chúng ta có thể kinh doanh. Thì cái chi phí này chúng ta sẽ phải hỗ trợ những khách thuê trong giai đoạn đầu. Thứ ba nữa là hỗ trợ doanh thu bán hàng. Thì có thể là chúng ta sẽ phải hỗ trợ doanh thu bằng cách phát hành các voucher để mà khách hàng các nơi tới và hoặc đối tác hoặc là đưa các cái voucher đó vô chương trình marketing hoặc là promotion của chúng ta để khách hàng tới và sử dụng voucher. Thứ tư là tổ chức các chương trình marketing, tất cả chương trình trong cái giai đoạn 2 năm sắp tới gần như là chúng ta sẽ miễn phí hoàn toàn để chúng ta thu hút dòng người. Bên cạnh đó thì cái chiến lược cuối cùng là cái phương thức mình triển khai linh hoạt. Thì ở đây chúng ta cũng không thể mà bó chặt với cách làm. Thì đối với cái dự án của mình mặc dầu rất là hấp dẫn, nhưng mà chúng ta không thể ngồi yên, chúng ta chờ tới năm thứ tư, thứ năm để mà chúng ta đợi đông hết rồi chúng ta làm. Thì chúng ta phải có nhiều hình thức, thì trong đó nó có cho thuê, liên doanh liên kết, hợp tác chiến lược, nhượng quyền thương hiệu và tự doanh. Thì cái này nó tùy theo từng thời kỳ và nó có nguồn nhân sức nhất định để chúng ta làm. Thì có thể tất cả anh em ở đây có thể là nghĩ ra một cái business đó và liên hệ với mình. Mình sẵn sàng là song hành để coi như là các bạn khởi đầu và các bạn nhận được rất nhiều ưu đãi để cùng đồng hành phát triển cùng Canary Trick. Cho tràng pháo tay mấy bạn. Tất cả những cái đó các bạn, thì thật sự ra nó phải nằm trên cái nền tảng của quản lý vận hành. Tại vì quản lý vận hành là cái xương sống của tất cả các hoạt động của chúng ta. Mấy bạn thấy rằng là quản lý vận hành ở đây á, thật ra những cái khu kinh doanh như thế này là khu mở. Tức là khu mở nó có cái gì? Nó có rất nhiều cái action ở ngoài vào. Tức là so với bạn quản lý vận hành một cái khu căn hộ hay là một cái trung tâm thương mại, nó dễ hơn. Căn hộ dễ nhất tại vì chủ nhân mình thấy và khách thuê mình thấy, trung tâm thương mại khó hơn. Đây là khu động, tức là hàng ngày nó có người vào người ra và nó có rất nhiều vấn đề liên quan tới an ninh xã hội. Bên cạnh đó đó, tức là những khách tới mình không thể control hành vi của họ. Họ có thể là rất là lịch sự nhưng mà họ có thể rất là bê bối hoặc là vấn đề vệ sinh rác. Thì toàn bộ cái này á, nó phải có một cái quy trình, tất cả nó phải quay lại quy trình từ đầu và nó nằm trong cái quy định đối với khách thuê, đối với khách cho thuê thì nó nằm trong hợp đồng mua bán các bạn, để chúng ta có thể kiểm soát bản hiệu, kiểm soát tất cả các hoạt động của khách thuê. Đối với khách tới thì chúng ta sẽ quy định dựa trên những cái rule chúng ta đặt ra cho toàn khu. Nếu mà bạn coi cái Maryland là một cái theme park thì thật sự ra trong đó toàn bộ luật là do chúng ta đặt ra. Và toàn bộ cái Maryland đó nó không giống ở ngoài, tại vì theo cái cơ chế pháp lý toàn bộ cái Maryland đó là do chúng ta quản lý vận hành trong vòng 70 năm. Thì cái đó là cái thông tin mà đảm bảo là chúng ta có thể control được toàn bộ cái hoạt động mà vận hành trong Maryland. Đối với vận hành thì chắc các bạn cũng hiểu là phải hiệu quả, tại vì cái này nó liên quan tới chi phí do chủ các cái căn Big House phải đóng cho công ty trong thời gian sau. Có thời gian đầu chúng ta miễn phí, nhưng mà thời gian sau những cái chi phí đó phải đóng, nên là cái hoạt động vận hành này nó phải hiệu quả. Bên cạnh đó thì ứng dụng công nghệ thông tin thì hồi nãy mình có chia sẻ với các bạn rồi. Tức là công nghệ thông tin trong cái việc quản lý vận hành bây giờ đi rất xa, rất xa. Và đặc biệt là đối với 1.000 căn Big House của chúng ta không thể nào chúng ta đứng một cái góc này xong chúng ta muốn ăn tô bún bò, xong rồi chúng ta không biết là bún bò nằm đâu ở trong cái 1.000 căn này. Thì với cái Mary Passport chúng ta có thể xác định search từ khóa là bún bò, xong rồi chúng ta click vô chỗ bún bò, nó ra 5 quán bún bò, chúng ta click vô quán thích nhất, xong nó sẽ dẫn một cái đường đi và chúng ta có thể đi bộ hoặc đi bằng bất kỳ. Bên cạnh đó chúng ta có thể là hiểu được cái quán đó nó có khuyến mãi hay không. Và quan trọng là cái Mary Passport nó có thể chuyển qua mô hình chia sẻ doanh thu bạn. Tức là đối với kinh doanh bán lẻ, khi mà hoạt động kinh doanh yếu thì cái mô hình chia sẻ doanh thu là mô hình rất quan trọng. Thì lúc đó có thể là chúng ta cùng với các khách thuê chia sẻ doanh thu. Tức là nhiều thì chúng ta thu nhiều, ít chúng ta thu ít. Thì chúng ta cùng nhau chia sẻ doanh thu mà chúng ta thuê lại. Bên cạnh đó thì những cái công nghệ mới nhất hiện nay là mấy bạn biết về việc mà camera nhận diện khuôn mặt để chống an ninh, về đếm khách hàng vào và tính toán trên trục đường nào đông, trục đường nào vắng để mà nó xác định giá thuê trên trục đường. Thì những cái đó là thế giới họ đang làm rồi và rất dễ áp dụng công nghệ. Thì chúng ta có công ty Hương Thịnh Innovation đang nghiên cứu sâu về vấn đề này và chúng ta sẽ apply sớm chuyện này. Wi-Fi miễn phí thì rất đơn giản. Cuối cùng á,
Thật ra đối với mô hình kinh doanh bán lẻ các bạn thì quan trọng nhất là du khách happy, du khách quay lại, tức là chúng ta phải phục vụ cái du khách lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải là du khách một lần. Nó khác hoàn toàn cái hoạt động kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bất động sản cũng lặp đi lặp lại, đối với nhà đầu tư bất động sản có thể quy trình nó ngắn hoặc dài, nhưng mà đối với bán lẻ cái việc mà lặp lại khách hàng rất quan trọng. Tại vì khi mình bỏ ra một cái số ngân trả chi phí để mà mình kiếm một khách hàng mới, nó mắc hơn rất nhiều so với việc mà mình lặp lại khách hàng. Thì lặp lại khách hàng rất quan trọng. Bên cạnh đó, khách thuê kinh doanh hiệu quả, tức là những chủ đó họ phải hiệu quả, còn nếu không là cái mô hình mà kinh doanh bất động sản thất bại. Bản chất kinh doanh bất động sản cho thuê nó là tổng cái tiền thuê rồi tính lại trên giá trị bất động sản. Tất nhiên giá trị bất động sản sẽ gia tăng, nhưng mà đối với những người kinh doanh cho thuê lâu năm chuyên nghiệp, người ta muốn giữ bất động sản đó và người ta tính cái return on investment dựa trên cái tiền thuê nhiều hơn là cái việc giá thị trường. Người ta không quan tâm giá tăng, người ta quan tâm là phải return như thế nào. Thì hai cái này nó sẽ góp phần làm giá trị bất động sản gia tăng. Thì đây là cái chia sẻ của mình về retail. Mình không biết là có giúp được các bạn tới đâu, nhưng mà đây là cái trách nhiệm của mình. Để kết thúc thì chắc là mình chia sẻ một chút cái câu chuyện của mình. Tại vì mình chợt nghĩ ra thôi, cách đây chắc phải 20 năm trên ấy, thì mình làm gạo dưới miền Tây, cái kho dưới sông. Thì lúc đó mình có một cái con đường mới cán, xong rồi mình muốn trồng hai bên hai hàng cao, và mình trồng khoảng 100 cây. Thế là bên đầu mình kêu nhân viên ra trồng. Thật ra thì lúc đó một chút là tiết kiệm, một chút là mình muốn anh em ra trồng. Thế là anh em ra trồng, người thì trồng, người rất khó chịu. Xong rồi mình nói với anh em, mình nói bây giờ anh em cứ tưởng tượng đi, tức là chúng ta trồng hàng cao này, sau này 5, 3 năm, 10 năm lớn lên, chúng ta bước tới đó chúng ta thấy là chúng ta có công. Cách đây 5 năm, tức là sau đó năm 2000 mình làm, năm 1996, năm 2000 mình về Sài Gòn mình làm bất động sản. Thì cách đây 5 năm mình đi lại, lúc mình đứng trước hàng cao đó coi như mình nhớ mồm một tất cả những gì xảy ra. Tức là mình không tưởng tượng nổi là cái hàng cao giờ nó thẳng mà nó lớn như thế. Mình nhớ ngay tới câu chuyện của chúng ta ở đây ngồi với nhau á. Tức là chúng ta ở đây, chúng ta đang xây dựng một cái việc không dễ. Thật sự ra là mình thấy là rõ ràng anh em ra ngoài sắp tới sẽ thấy hai bên là núi. Cái câu chuyện của anh Hưng thì rất hay, nhưng mà phải cần thời gian, cần nỗ lực. Và cái đặc biệt là cái Canal District, cái Beach House vắng, và làm sao chúng ta làm được như thế kia. Thì các bạn mặc dù là bán hàng, nhưng mà các bạn là Hưng Thịnh. Các bạn là Hưng Thịnh, mình là Hưng Thịnh Retail, mình cũng là người của tập đoàn, mình cũng là Hưng Thịnh. Chúng ta cùng nhau, chúng ta đang dựng một cái việc khó, và mình tin rằng là trong vòng 5 năm, 3 năm, 5 năm nữa, chúng ta sẽ đi trên cái trục đường chính đó, và chúng ta sẽ nhớ tới ngày hôm nay, nhớ tới lúc mà mình có cố gắng để mình tạo ra những cái gì mà dựng ở đây. Xin cảm ơn và chúc tất cả các bạn bán hàng nhiều thành công ạ. Các bạn hãy cho một tràng vỗ tay nữa cho anh Trần Quang Trình ạ. Hưng hy vọng rằng thì qua cái bài chia sẻ về chiến lược retail của anh Trần thì sẽ giúp cho các bạn đâu đó nhìn nhận lại về cái chiến lược tổng thể của retail, để hiểu được rằng là để vận hành và cho một cái khu nó sống thực sự phải cần một sự đầu tư và một sự chung sức cực kỳ. Mà không phải là một của cá nhân ai, mà chính là của chúng ta. Tất cả những đại sứ thương hiệu của Hưng Thịnh có mặt trong ngày hôm nay, xin trân trọng cảm ơn các bạn. Và sau đây Hưng xin đi tới phần nóng nhất của buổi chiều hôm nay. Thông tin thứ nhất về thông điệp kinh doanh, về hợp đồng. Các bạn lưu ý kỹ nha, về hợp đồng. Ở đây chúng ta có hai nhóm đối tượng khách hàng. Nhóm thứ nhất đó là nhóm khách hàng người Việt Nam. Thì bước 1 chúng ta ký hợp đồng cọc, thì ký kết giữa công ty hổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn là chủ đầu tư và khách hàng. Theo đó thì công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn sẽ thu tiền cọc từ khách hàng. Các bạn lưu ý nhé, để tư vấn cho khách hàng. Cái hai là bước qua hợp đồng mua bán, thì ký kết giữa công ty cổ phần dịch vụ Hưng Thịnh
giải trí Quy Nhơn và khách hàng sau khi dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật. Đó là phần đối với khách hàng là người Việt Nam. Và đối với khách hàng là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì thứ nhất chúng ta có hợp đồng cọc cũng ký với công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn là chủ đầu tư. Và công ty Hưng Thịnh Quy Nhơn này cũng thu tiền cọc từ khách hàng. Và đối với bước thứ hai, các bạn lưu ý là có sự khác biệt nha. Đó là hợp đồng thuê theo thời hạn còn lại của dự án. Hợp đồng thuê theo thời hạn còn lại của dự án ký kết giữa công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn và khách hàng, thời điểm ký hợp đồng thuê là thời điểm ký hợp đồng mua bán khi dự kiến đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như vậy, đối với dự án của chúng ta có một cái điểm mở, đó là Biz House vẫn có thể ký được với đối với những khách hàng là người nước ngoài hoặc người quốc tịch, người Việt Nam quốc tịch nước ngoài. Các bạn lưu ý để tư vấn. Chi tiết hơn nữa thì cũng sẽ có những cái kế hoạch mà chúng tôi sẽ lưu ý trong cái việc là giải đáp các cái thắc mắc về tư vấn pháp lý cho các bạn chuyên sâu ở trong những buổi sau. Thứ hai, về một số mốc thời gian lưu ý của game chơi lần này. Đúng không? Thứ nhất đó là vào ngày hôm nay chúng ta kick off and training tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau buổi tối này thì toàn bộ ban giám đốc sẽ bay ra Hà Nội và ngày mai sẽ kick off and training đối với hệ thống đại lý phía Bắc. Như vậy thì đối với dự án này chúng ta có hai nhóm. Thứ nhất đó là hệ thống sàn Proteus và thứ hai đó là hệ thống sàn đại lý liên kết tại khu vực phía Bắc. Đúng không ạ? Và sau ngày đến ngày 27 thì chúng ta sẽ họp hệ thống quản lý và đưa ra một cái luật chơi. Và ngày 6 tháng 3 sẽ đưa ra giỏ hàng, min max và gói hàng. Các bạn lưu ý nha, giỏ hàng, min max và gói hàng. Khu vực mở bán, nhịp 1. Nhịp 1 lần này chúng tôi ra một giỏ hàng đâu đó khoảng 300 mấy căn sản phẩm. Là vị trí ở trên đây với giữ chỗ 200 triệu đồng một căn. Hân thấy đâu đó ở trên một số group cộng đồng trên Zalo, trên Facebook các bạn đang nói là giữ chỗ 400 triệu nhưng mà chúng ta giữ chỗ có 200 triệu thôi. Và giá bán. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn ơi! Bán giá bao nhiêu đây hả? Thị trường đang nói gì? Đây chụp một số ha. Ở đây có một cái group là cộng đồng đầu tư. Một cái group Zalo là các cái hệ thống cộng tác viên đâu đó gần cả 1.000 người. Và ở trên một số fanpage, nhiều người nói 15 tỷ, nhiều nói gì rẻ dữ vậy. Tầm có giá đó là chắc phải từ 20 tỷ á. Giá đó. Mà 20 tỷ mà mình nghĩ cháy nha. Cháy nha vì giá nó khá đẹp và chính sách tốt nữa. Không biết đâu xăng nhanh dữ không biết nữa. Ông khác thì cũng đã ở trong cái lúc mà đầu tư thì ông nói là giá từ 15 tới 30 tỷ một căn. Rồi có một cái anh này thì anh đang là admin của một cái group cũng 1.000 sale đó. Ở trong đó thì chụp màn hình ghi nhận mốc này nhé. Trận đánh 20 tỏi một căn. Hoa hồng đổi đời nhé anh em. Đó. Vậy thì một chỗ phồn thịnh hội tụ nhiều tinh hoa của thế giới đột phá vào biểu tượng với mô hình Biz House và độc đáo duy nhất bán đảo Maryland Quy Nhơn. Sở hữu ngay siêu phẩm Biz House với giá từ 15 tỷ một căn. Quý chị và các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Tropical Wonder, kỳ quan miền nhiệt đới.